xanh, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con kính định lễ Ngài Chí Đức, con kính định lễ Ngài Quan Không, con kính định lễ Sư Pháp Trang. Con kính mời Đạo Tràng cùng con thọ trì tam quy và ngũ giới. Ukasa mayang phante vi sung ran khana thaya ti sarane na saha pancha sila niya cha ma. Kính bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Tu ti ya vi ma yang phan te quy sung ran kha na tha ya ti sa ra ne na sa ha pan cha si la ni ya cha ma. Kính bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Tati yam vi ma yam phan te quy sung ran kha na tha ya ti sa ra ne na sa ha pan cha si la ni ya cha ma. Kính bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Con kính dâng nước đến sư. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Ngài trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ơn đức tăng ngôi tam bảo Phật giáo pháp và chư tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức Thượng Tọa Quán Không cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Trân chào quý tu nữ và chư Phật tử. Bây giờ đây chúng con xin được phép đại diện Ngài Chí Đức cũng như chư tôn đức tăng để truyền quy giới đến toàn thể đạo tràng chư Phật tử. Nam mô Bụt Thầy Giá. Bụt hằng sa ga nang ga cha mi, con đem mắt lòng thành kính xin vi Phật. Thầm mang sa ga nang ga cha mi, con đem mắt lòng thành kính xin vi Pháp. Sang khang sa ga nang ga cha mi, con đem mắt lòng thành kính xin vi Tăng. Tu ti yam pi bụt hằng sa ga nang ga cha mi, con đem mắt lòng thành kính xin vi Phật lần thứ nhì. Tu ti yam pi thầm mang sa ga nang ga cha mi, con đem mắt lòng thành kính xin vi Pháp lần thứ nhì. Tu ti yam pi sang khang sa ga nang ga cha mi, con đem mắt lòng thành kính xin vi Tăng lần thứ nhì. Ta ti yam pi bụt hằng sa ga nang ga cha mi, con đem mắt lòng thành kính xin vi Phật lần thứ ba. Ta ti yam pi thầm mang sa ga nang ga cha mi, con đem mắt lòng thành kính xin vi Pháp lần thứ ba. Ta ti yam pi sang khang sa ga nang ga cha mi, con đem mắt lòng kính xin vi Tăng lần thứ ba. Bụt hằng sa ga nang ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin vi Phật. Thầm mong sa ga nang ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin vi Pháp. Sang khang sa ga nang ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin vi Tăng. Tu ti yam pi bụt hằng sa ga nang ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Tu ti yam pi thầm mang sa ga nang ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì.
tu ti âm bị sân khăn saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Ta ti âm bị buồn thân saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti âm bị thầm mang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta ti yam bi sang khang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Ti sarana kahanang pariponang, phép vi tam bảo tròn đủ chứ có bấy nhiêu. Ama phan tê, dạ chúng con xin vâng. Panatipata veramani sikhabadang samadhyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự sát sanh. Adinadana veramani sikhabadang samadhyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự trộm cắp. Kame somechachara veramani sikhabadang samadhyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự tà hạnh. Musavada veramani sikhabadang samadhyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự nói dối. Surame rajamacha pamadathana veramani sikhabadang samadhyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Panatipata veramani sikhabadang samadhyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana veramani sikhabadang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kamesumicchachara veramani sikhabadang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tạ hạnh. Musavada veramani sikhabadang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surameraya manchampama danthana veramani sikhabadang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Mani pancha sikha bada nisatu kanka toa pamade na na chakalang samarakitapang. Từ tiền kính sau khi đã thọ trì tam vi và ngũ giới nơi tâm bảo có vân giữ hành theo được trong sạch đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Ama phan tê, dạ chúng con xin vâng. Tỳ lê na sâu ghê tên danh tiết các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Tỳ lê na phô ca sâm pa đa, các chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới. Tỳ lê na ni pô tên danh tiết các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Ta ma si lăng vi sô tha dê, bởi các cây nên chư quý vị đã thọ trì giới lực cho được trong sạch đừng để lâm nhờ. Sa thứ lành thay. Un ta mang ghe na wan de hăng, pa da pan sung wa un ta mang, un thế yo ca li tu du su, un thu ca ma tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật, là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Un ta mang ghe na wan de hăng, tham man cha du vi tham wa lăng, tham me yo ca li tu du su, tham mu ca ma tu tăng ma mang.
Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo, tà pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, quý xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Ưn ta mắng ghê na quan đê hăng, sân khăn cho đu vi thốn ta mừng. Sân khê yô khá lý tu đô sô, sân khô khá mạ tư tăng mạ mừng. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo, thành tăng và thảnh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, quý xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Chúng con thành kính cung thỉnh sư pháp trang chúc phúc cho hàng Phật tử chúng con được tròn đủ phước báo. Con kính dâng bích tín sư. Nam mô Bụt Thà Giá. Y chi tăng ba ti tăng tam ma hang ke pa me va sa me cha to sa pe po re ta sang ka pa cha do pan na ra so ya tha ma ne cho te ra so ya tha cha pe te yo ve va cha do sa pa ra ra ve na sa to ma te pa va toan ta ra yo sa ke de ka yo ko pa va pi va đà na se le sa ne cha vo ta pa cha ye no cha ta ro tham ma va than te a yo van nom cho các ba lan các quả lành mà người đã mong mỏi cho được mau thành tu kịp thời đến người cầu xin những sự si xét chân chánh cho được tròn đủ đến người như chân trong ngày rằm bằng chẳng vậy cũng như ngọc ma ni chiếu sáng rỡ ràng là ngọc vi bao có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện cầu xin cho quả của tâm tinh thần tâm bằng cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn. Xa thứ lành thai, chúng con thành kính tri ân sư pháp trang đã truyền tam quy và ngũ giới và chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Con kính tri ân sư. Akasattha cha bhummantha devanaga mahintika punyanno anumodantu chiran rakkhantu sasanam. Akasattha cha bhummantha devanaga mahintika punyanno anumodantu chiran rakkhantu no garu. Akasattha cha bhummantha devanaga mahintika punyanno anumodantu chiran rakkhantu nyatayo. Akasattha cha bhummantha devanaga mahintika punyanno anumodantu chiran rakkhantu panino. Akasattha cha bhummantha devanaga mahintika punyanno anumodantu chiran rakkhantu no sada. Chư thiên nữ trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều, lòng vương thần lực lo nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, nguyên thuận tránh khỏi nạn tai, chúng sanh đường hướng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại đáng tu hành, nguyện gìn học tam giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa
nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp đồ đệ vào thiện căn, sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăm niết bàn, hay làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát kê liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhộng kỳ độc giác làm sao cũng thành. Y đăng nô nha ti năng hồ thứ sư ký tà hồn thứ nhà ta dù. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến tất thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Y đăng quá tơ mê vui nhân à sa quá khá và quá hằng hồn trước. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Với phần phước mà con đã tạo, con kính xin dâng đến chư tôn đức tăng, con kính dâng đến ngài Trí Đức, ngài Quan Không, sư Pháp Trang, quý bà quý cô tư nữ, thầy kinh, nguyện cầu quý ngài pháp thể kinh an, đạo quả sớm viên thành. Con kính dâng quả phước này đến chư thiên, người ở 10 muôn triệu thế giới xa bà, vua trời Đế Thích Diêm Vương, xin quý ngài hoan hỷ thọ những phần phước báo thanh cao này. Con kính chia phước này đến đạo tràng, nguyện cầu quý đạo hữu an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Thế Tôn có ba mát. Y đăng nô phun nhân ni bàn nát sát bát chế yô hồ tướng. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để thành tựu niết bàn. Xa thức lành thai. Giờ lễ bái đã hoàn mãn, con kính tri ân ngài Trí Đức, con kính tri ân quý sư, quý bà quý cô tư nữ, con kính tri ân đạo tràng, con kính tri ân sư pháp trang. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con chưa thấy thầy kinh vào lớp, con kính dâng biết lại đến cho ngài. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính lễ thượng tọa Quan Không, kính lễ Đại Đức Pháp Trang, kính lễ chư tôn thiền đức tăng, kính chào quý cô tu nữ, kính chào chư thiện nam tín nữ. Xin Nhật Quỳnh có báo tin cho chúng tôi là hôm nay thầy Kiên không đến. Chị Kim Nhung, thầy Kiên có tín hiệu gì hay không? Chúng tôi nhận được nơi Sĩ Nhật Quỳnh là nói hôm nay thầy Kinh không đến. Không đến này. Như vậy thì thầy cho biết hôm nay lễ tạ ơn nên đạo tràng nghỉ học. Vậy thì Sĩ Mê Ta nói hôm nay lễ tạ ơn ha. Đạo tràng chúng ta không học thì hỏi có gì đâu hả? Người ta nói chỉ học đi trước chứ hỏi đi sau. Vậy thì với không học thì chúng ta sẽ hỏi. Và hôm nay đây cũng là một cái cơ duyên để cho chúng ta vân tập lại trong đạo tràng này. Và khi mà vân tập với một số lượng đông như thế này thì cái vấn đề quan trọng, chúng ta không phải là bậc thánh mà ngồi yên, và chúng ta sẽ có những cái pháp thoại chúng ta sẽ có những cái pháp thoại có nghĩa là chúng ta học thì phải hỏi. Bây giờ quý vị học và nơi thầy kinh ha, thì hôm nào sẽ hỏi thầy kinh. Còn bây giờ trong đạo tràng chúng ta hỏi cái gì? Đây là một cái room Phật pháp. Vậy thì chúng ta phải hỏi những cái gì chúng ta thắc mắc. Trong cái trí thì có trí văn, trí tư và trí tu.
Vậy thì văn là chúng ta nghe, tư là chúng ta suy nghĩ, và tu là chúng ta tu tập. Chúng ta nghe, chúng ta suy nghĩ, rồi chúng ta thực hành. Vậy thì đây cũng là một cái cơ hội để chúng ta thảo luận về Phật Pháp. Hôm nay sẽ có một cái buổi sinh hoạt tùy duyên ha. Và trong cái sự tùy duyên này, một cái điều hạnh phúc là chúng ta có Thượng Tọa Quang Không, có Đại Đức Pháp Trang. Vậy thì đây là một cơ hội để quý vị móc túi, tức là quý vị theo cái sự hiểu biết của mình, để Đại Đức Pháp Trang, để Thượng Tọa Quang Không có thể trình bày, giải thích, và cái sự tu tập của chúng ta sẽ được an vui, tiến hóa. Quý vị đồng ý không? Rồi bây giờ có Đại Đức Pháp Trang, có Thượng Tọa Quán Không. Bây giờ quý vị nào thắc mắc, hỏi Đại Đức Quán Không, có thể hỏi Thượng Tọa Quán Không này, rồi Đại Đức Pháp Trang, những pháp môn tu tập của nhị vị này chắc chắn sẽ là bổ ích cho quý vị. Bởi vì trong sự tu tập 84.000 pháp môn ha, mà suốt một thời gian dài như vậy, suốt một thời gian dài như vậy mà quý vị thấy rằng các ngài đã an trú trong giáo pháp ha, thì phải có một cái sự an vui như thế nào đó. Mới rời rời đây mai đó, mới bỏ nhà ra đi, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, thì phải an trú trong một cái pháp mà cảm thấy an lạc. Chứ còn không á, quý vị thấy Đại Đức Pháp Trang năm nay khoảng không biết tới 40 giờ không biết nữa, nhưng mà tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao, bây giờ là trụ trì một ngôi chùa. Và như vậy thì cái pháp môn nào để trụ lại, để cảm thấy an lạc mà với tuổi trẻ như vậy không bị rớt đài? Hoặc là Thượng Tọa Quán Không, tại sao thích những cái nơi yên tĩnh, muốn tạo một cái trú xứ riêng để làm hải đảo, để làm cái ngọn đèn để mình tự mình soi sáng cho chính mình? Đó là cái điều mà quý vị nên thắc mắc, và nên coi như tìm hiểu, để rồi chúng ta nương vào các ngài để sự tu tập của chúng ta được sự an vui, tiến hóa. 43 tuổi rồi, trời đất ơi, không ngờ ha, 43 tuổi mà nhìn trẻ măng giống như ba mấy, 34 hả? Rồi, bây giờ Thịnh Đại Đức Pháp Trang đưa ra một cái đề tài cho đạo tràng sinh hoạt ngày hôm nay. Cùng Thịnh Đại Đức Pháp Trang, 43 tuổi. Ồ, bữa nay mới biết hết à. Nhưng mai bữa trước thì tưởng 30 mấy à. Không ngờ trẻ tuổi mà tài cao ha. Rồi, Thịnh Đại Đức Pháp Trang đưa ra một đề tài, hoặc là nói lên một cái vấn đề gì đó, rồi chúng ta thảo luận. Cùng Thịnh Đại Đức Pháp Trang, bây giờ không mời một tí nữa, rồi cô Phúc Hạnh lo điểm tâm buổi sáng rồi đâu có sinh hoạt được. Bây giờ còn sớm nè. Cùng Thịnh Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức đưa ra một đề tài rồi đạo tràng sẽ sinh hoạt. Cùng Thịnh ha. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Thăng Kha Giá. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng đang hiện trong đạo tràng. Chúng con thành kính đảnh lễ ngài chư đức Thượng Tọa Quán Không, và đang chào quý tu nữ và chư Phật tử. Và bạch thầy, giờ con cũng không biết là đưa ra đề tài gì bạch thầy. Hôm nay thì là cái ngày của thầy kinh, nhưng mà hôm nay thì không có thầy kinh vào, thì cũng là sinh hoạt tự nhiên. Hôm nay là
tại chùa Phước Quang của chúng con đó, có cái tổ chức cái đám giỗ cho ngài Hòa Thượng Hồ Chơn. Tại vì lẽ ra là mỗi năm là cái ngày giỗ của ngài Hòa Thượng Hồ Chơn là chúng con làm cái ngày 20, nhưng mà vì ngày hay là ở Bủ Thắng làm, do đó thì hôm nay thì chúng con chuyển lại là ngày 22 để giống như là để hàng năm con thỉnh được chư tăng. Nhưng mà con mới chuyển qua ngày 22 là cũng mới có vài năm nay thôi, bởi vì con thỉnh được chư tăng khoảng chừng 4-5 vị để về để làm phước, để dâng phước đến cho ngài. Nhưng mà vì năm nay dịch thì do đó thì chúng con chỉ làm rất đơn giản, chỉ làm trong nội bộ và Phật tử chỉ về để làm lễ tưởng niệm ngài thôi. Hôm nay thì chùa chúng con để làm lễ tưởng niệm đến ngài Hòa Thượng Hồ Chơn. Cái chùa ngài Hòa Thượng Hồ Chơn là ngài đã có công để xây dựng, để trùng tu, để sửa sang lại cái ngôi chùa. Do đó cái chùa ngài Pháp Vĩnh, ngài là vị khai sáng, nhưng mà ngài Hòa Thượng Hồ Chơn ngài về để ngài trùng tu và ngày sửa sang lại cái ngôi chùa. Do đó thì hôm nay thì cái ngày này là chúng con cũng như là toàn thể Phật tử ở đây để cũng tưởng nhớ đến ngài, cũng làm lại tưởng niệm, cũng nhằm mục đích để tỏ lòng tri ân ngài, để tỏ lòng tri ân ngài đã trùng tu và đã sửa sang lại có được cái ngôi chùa Phước Quang cho đến ngày hôm nay. Thì hôm nay thì chúng con cũng để làm cái lễ nhỏ nhỏ để tưởng tri ân đến ngài. Nghe không được? Dạ quý vị trong đại tràng có nghe không? Dạ dạ. Dạ bất ngày bây giờ thì con chỉ nói như vậy tại vì để con đưa ra bất ngày. Dạ thì bây giờ con chỉ có một vài điều như vậy để con kính cho mít cho ngài, để ngài có cái đề tài gì không, chứ còn con từ sáng giờ con không có chuẩn bị gì hết ngài. Dạ bây giờ con kính cho mít cho ngài đi, để ngài có đề tài gì ngài đưa ra cho sinh hoạt. Nhưng mà con thấy ngài có đề tài rất là hay với bạn ngài, chứ còn con đâu có đề tài gì đâu. Dạ con kính cho mít đến ngài. Sa thủ Đại Đức Pháp Trang chưa có nói gì hết mà nó có đề tài hay ha, công nhận đắc nhân tâm thiệt. Quý vị thấy hôm nay thầy kinh ha, lễ tạ ơn ha, rồi vắng mặt còn Đại Đức Pháp Trang cũng là lễ tri ân ha, một vị thầy cả kính đã nằm xuống thì cũng là nói lên vấn đề tri ân và bảo ơn. Đó cũng là một cái điều mà trách nhiệm bổn phận của những người còn sống phải biết điều. Mà biết điều trước tiên hãy là cha, là mẹ, cha, mẹ, thầy, tổ. Thì như vậy, Quynh Kinh cũng nhân cái ngày lễ tạ ơn này làm một số thiền sự văn mặt trong đạo tràng. Còn Đại Đức Pháp Trang cũng là tri ân, báo ơn đến thầy tổ, bởi vì được dựa vào bóng mát của ngôi chùa Phước Quang để mà tập rồi phát huy. Thì bây giờ phải nhớ đến cái ơn nghĩa của những cái người tạo dựng ra cái ngôi tam bảo đó, tức là từ ngài Thiện Ngộ ha, tức là ngài Phước Vĩnh, rồi tới Hòa Thượng Hồ Chơn là người trùng tu ha. Rồi bây giờ ngôi chùa khang trang, rồi có được một cái trú xứ một mình một cõi ha, tức là một cái tỉnh Bình Định ha, mà cá nhân mình là xếp sòng nữa, công nhận mới 43 tuổi mà thấy tuổi trẻ tài cao, chúng tôi khâm phục. Rồi như vậy là cái ý nghĩa ngày hôm nay là thầy kinh là lễ tạ ơn ha, còn Đại Đức Pháp Trang là lễ tri ân ha. Rồi không biết bây giờ Thượng Tọa Quán Không có cầm micro được không?
Alo, Thượng Tọa Quán Không, xin cho biết hôm nay Thượng Tọa tri ơn hay là báo ơn hay là tạ ơn những người đã coi như cứu mang, đã hộ độ, đã giúp đỡ để mình bây giờ có được một cái trú xứ, có được một cái vị trí, cũng một mình một cõi ở tại La Ghi gần bên cái dinh thầy Thiếm, một cái vị trí thắng cảnh mà coi như rất là nổi tiếng. Alo, Thượng Tọa Quán Không, có thể cầm micro được không? Alo, Thượng Tọa, thử mic làm thiệt chứ, đưa tay lên, muốn thử vậy cũng phải đưa tay lên, thấy rồi khi đó mới nhường mic. Cung kính Thượng Tọa Quán Không, bàn tay rồi rồi, nó mất cỡ nói chứ, bàn tay đẹp mà không chịu đưa lên, không chịu đưa lên làm sao mà nhờ đưa cái micro cho cầm được. Rồi bây giờ xin được thấy cái bàn tay xinh đẹp. Alo, Ngài Quán Không ơi, thôi ghét quá, nói ngày giục mic luôn, lượm nghe. Alo 1234, alo 1234. Dạ cảm ơn Meta, cảm ơn Tina, dạ cảm ơn Ngài Chí Đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô, quý thiện hữu trí thức trong đạo tràng. Ngày hôm nay thì cầm được mic ra thì còn không như cái sự gợi ý của Ngài Hòa Thượng thì còn không xin chia sẻ về cái đề tài là tự trọng ân. Tự trọng ân trong kinh điển thì có đề cập đến bốn cái ân, đó là ân thị chủ, ân cha mẹ, ân thầy tổ và ân là quốc gia. Và cũng trong kinh điển thì cũng có đề cập đến cái trường hợp là tri ân và báo ân á, thì Đức Phật dạy rằng là cái người mà biết tri ân và báo ân là rất là ít, đa số người ta là không có nhớ đến cái ân nghĩa, không có ghi nhận được những cái ơn để mà báo ơn. Có một lần tình cơ có một lần còn không đọc một cái câu chuyện thì trong một cái ngày lễ tạ ơn, trong một cái ngày lễ của mẹ, ngày của mẹ thì có một cái cô đó, cô đến chỗ cái quầy hoa và cái thiệp chúc mừng á để tìm một cái thiệp nào cho đẹp để mà đem về tặng mẹ. Thì có một cái cô gái trẻ cũng
để đứng nhìn nhìn những cái thiệp thì cái cô kia mới gợi ý là cái thiệp này đẹp, mua về tặng mẹ đi. Nhưng mà cái cô này thì cô trả lời là, cái cô gái trả lời là mẹ tôi không ra gì, vừa sinh ra tôi thì đã bỏ tôi, hất hủi tôi, rồi không có chăm sóc tôi này kia vân vân, rất là trách móc, rất là khó chịu khi nhắc đến mẹ. Thì cái bà kia bà mới nói nhẹ một câu là dầu sao bà cũng đã sinh ra cô để cô còn mặc ở trên cuộc đời này. Thì rồi bà kia đi. Thì cuối cùng cái cô này cô cũng suy nghĩ và cô cũng nhận ra được rằng là mình được sinh ra trên cuộc đời này cũng đã là một cái ân lớn rồi. Được sinh ra trên cuộc đời này cũng đã là một cái ân lớn rồi. Cho nên cũng mua cái thiệp về tặng mẹ. Trong trong cuộc sống á, thì đôi khi vì công ăn việc làm, vì cái những cái cơm áo gạo tiền, vì cái này cái kia, rồi đôi khi chúng ta không có nhớ, đôi khi chúng ta không có nhớ, không phải là không có tri ân mà không có báo ân, nhưng mà là chúng ta không có nhớ. Nếu mà có những cái sự kiện nó làm cho chúng ta nhớ rất là lâu, chẳng hạn như hồi đó hồi còn trẻ thì còn không ở trong, tất nhiên là cái sau 75 thì hoàn cảnh rất là khó khăn, rồi trong các chùa cũng rất là khó khăn, thì sư phụ của còn không mới nói rằng đừng có lo đói, đừng có lo cơm gạo, cứ lo tu đi. Cứ lo tu đi, đừng có lo cơm áo gạo tiền gì hết đó, cứ lo tu đi. Thì tất nhiên thì cũng thầy trò cũng ăn, đôi khi thì ăn cơm với chuối. Dạ cảm ơn Tina, đôi khi thầy trò ăn cơm với chuối, chấm nước tương, dạ, cũng có gạo ăn thì cũng là may mắn lắm rồi. Nhưng mà cũng có bữa không. Rồi thì có một cái vị Phật tử ghé chùa, rồi thấy khó khăn như vậy, rồi thì cũng khởi cái tâm hứa thôi, chưa có cũng gì, chỉ hứa rồi khi nào khó khăn thì cứ bảo, thì tụi con có thể cúng dường ít gạo, ít nước tương vân vân. Thì chỉ là một cái câu nói thôi, và đến bây giờ là gần 40 năm rồi, Quảng Không vẫn còn nhớ cái điều đó. Chỉ là một câu nói thôi, nhưng mà nó làm cho cái cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng hơn, nó không có lắng, nó không có sợ hãi. Khi chỉ là một cái câu nói, chỉ là một cái nói làm cho một cái người khác được an vui, làm cho người thân của mình được an vui. Do cuộc sống là một cái chỉ lợi ngôn, trước hết là cái ngôn ngữ, chúng ta thường giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ, và rồi đôi khi những cái từ mà làm cho người khác tổn thương thì chúng ta
khi mà người ta bị tổn thương thì người ta không có nói với mình là mình bị là đã làm cho họ tổn thương, nhưng mà họ nhớ. Nhưng mà cái gì mà mình làm cho người ta được tốt đẹp á, được an vui, thì có thể là người ta vào lúc đó người ta hoan hỷ, nhưng mà có thể rồi người ta quên. Nhưng với một cái người Phật tử thì theo như còn không suy nghĩ, theo như còn không suy nghĩ thì cơ bản là chúng ta may mắn là được tiếp xúc với giáo pháp mà không có bị ngăn trở, rất là thuận duyên, bởi vì chúng ta đã sinh hoạt ở trên mạng, trên Zoom, thì chúng ta không có, dù có dịch bệnh thì chúng ta cũng không có ra ngoài, chúng ta không có đi tiếp xúc nơi này nơi kia, mà chúng ta được an toàn ngồi ở nhà hoặc là ở những cái nơi yên tĩnh, không có tiếp xúc nhiều, để chúng ta sinh hoạt ở trên Zoom và chúng ta học hỏi. Thì những cái đề tài tri ân này thì chúng con cũng tri ân ngài Trí Đức, ngài Hòa Thượng Trí Đức đã ra cái tình thất của chúng con để mà thăm viếng, động viên, khích lệ, rồi chỉ dạy những cái điều cần phải sống như thế nào để cho được an vui, đồng thời hỗ trợ cho chúng con về mặt gạo, rồi thức ăn, vật thực, rồi tình tài vân vân. Thì chúng con rất là cảm động, thì đó cũng là một cái điều mà chúng con cần phải ghi nhớ. Chúng con cần phải ghi nhớ. Bây giờ xin quay lại cái chuyện mà một người Phật tử biết tri ân là biết ơn, tri là biết, ân là ơn, tri ân là biết ơn. Một chữ biết này á, nó liên quan đến cái việc hành thiền của chúng ta, cái việc hành thiền của chúng ta. Mà hành thiền thì có hành thiền định và hành thiền tuệ. Thì trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta không thể vừa lái xe mà vừa hành thiền định, không thể vừa làm việc mà vừa hành thiền định, không thể lên Zoom sinh hoạt mà hành thiền định, mà chúng ta tập trung, sau khi tập trung vào một cái đối tượng thì chúng ta chuyển qua là ghi nhận biết cái gì đang diễn ra trên thân, trên cái cảm thọ, trên tâm và trên pháp, thân thọ tâm pháp. Thì khi một người mà họ có cái lòng tốt của mình, họ có một cái công, họ có một cái lời nói, có một cái hành động giúp đỡ mình, cho mình được tiện hóa, được lợi ích, được an vui trong cuộc sống. Nếu mình ghi nhận vào lúc đó, mình tri ân, tức như là mình biết vào lúc đó, thì mình thấy rằng đây là cái lợi ích cho mình, rồi thì mình biết ơn, mình cảm ơn. Thì như vậy là ngay khi mà mình tri ân là mình biết cái ơn của cái người đó đang tạo cho mình, thì biết ghi nhận cái gì nó đang diễn ra vào cái lúc đó. Thì đó cũng là một cái tri ân, cũng là một cái quả của một cái
cái sự tu tập về thiền tự niệm xứ. Dạ không biết trong đạo tràng có con nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn Thiên Vũ. Dạ cảm ơn, làm gì đây? Rồi sáng hôm nay còn không nghe là thầy đây là cái buổi dạy của thầy Kinh Milanda về bi diệu pháp, thì đó là một điều rất là hoan hỷ, rất là hoan hỷ. Bởi vì trong cái quá trình mà chúng ta tu tập á, thì chúng ta nhưng mà chúng ta không biết cái gì nó đang diễn ra, và cái gì nó đang diễn ra đó là cái gì, là cái gì, là cái gì. Và khi mà chúng ta tu tập về quán thân hoặc quán thọ, quán tâm hoặc quán pháp á, mà nếu có học vi diệu pháp á, nếu có học vi diệu pháp á, thì chúng ta sẽ thấy cái chuyện gì đang diễn ra và có thể là nói được cái đó là cái gì, cái đó là cái gì. Ví dụ như chúng ta nấu một cái món ăn, rồi thì trong chúng ta nấu một món ăn, rồi thì chúng ta dọn lên bàn, chúng ta ăn, thì chúng ta thấy nó ngon, thấy nó hấp dẫn, thấy nó cái hương nó thơm vân vân. Nhưng mà chúng ta không biết nó là, tên gọi của nó là cái gì. Khi mời một cái người khách ăn thì người ta ăn thì người ta không biết cái món đó là cái món gì. Nhưng mà trong sách mà dạy hướng dẫn về nấu ăn á, thì người ta sẽ nói rất là rõ, nói rất là rõ. Cũng như vậy bây giờ chúng ta hành thiền thì chúng ta hành thiền nhưng mà chúng ta không biết cái gì đang diễn ra ở trên thân của chúng ta, trên tâm của chúng ta, nó tên là gì. Mặc dù là nó, mình cảm nhận được điều đó, nhưng mà mình không ghi nhận được điều đó, nhưng mà không biết nó là cái gì. Nhưng mà nếu khi chúng ta có học ví dụ pháp rồi, chúng ta sẽ thấy à, đây là cái gì, đây là tâm tham, đây là tâm sân, đây là tâm tham. Tâm sân có hỗ trợ hay không hỗ trợ, vân vân. Thì giữa hai cái ví dụ pháp và hành thiền là nó liên quan với nhau rất là mật thiết, giống như là một cái người đi đường mà có một cái bản đồ vậy đó. Đi mà không có bản đồ thì cứ đi vậy thôi, chứ còn không biết là mình đang đi trên con đường nào, cái gì nó đang hai bên đường là cái gì. Và khi chúng ta có học vi diệu pháp rồi, chúng ta sẽ, khi chúng ta có học vi diệu pháp rồi thì khi hành thiền á, chúng ta sẽ nhận ra. Lúc đầu thì nhận ra chậm, đến một cái thời gian chúng ta sẽ nhận ra nó rất là nhanh, nhận ra nó nhanh rất là nhanh. Và bây giờ nói đến cái tốc độ chậm và nhanh, thì trong kinh có đề cập đến cái vấn đề khi một tâm sân khởi lên, khi một tâm sân khởi lên mà một cái người không tu tập á, thì cái tâm sân đó họ nhớ rất là lâu. Như một cái người chửi mình, một cái người mắng mình vân vân, thì mình sẽ nhớ rất là lâu. Như là ví như là một dùng một cái dao để mà khắc lên trên đá. Rồi một cái người có tu tập một thời gian thì khi mà người ta chửi mắng mình, người ta thì cái một cái tâm sân của chúng ta khởi lên thì nó như là một cái viết mà viết lên trên cát. Chúng ta dùng ngón tay chúng ta viết trên cát ở đến bờ biển chẳng hạn. Rồi một thời gian tu tập nữa thì
cái vị đó có thể cái tâm sân vừa khởi lên cái thì có thể nó sẽ nhận biết cái thì nó biến mất lên. Thì nó ví như là chúng ta dùng ngón tay để viết lên trên nước, vừa viết xong thì nó biến mất, vừa viết xong thì nó biến mất. Thì như vậy trong nó cũng chỉ là một cái sự kiện, nhưng mà do có tu tập cho nên nó có cái nhanh cái chậm, không tu tập thì ghi nhớ lâu, sân lâu hơn, sân hận lâu hơn. Có tu tập thì nó giảm một chút, chẳng hạn như là ngày hôm sau mới bỏ, xả bỏ cái giận đó, vân vân, như việc đánh cát. Còn tu tập một thời gian nữa thuần thục thì nó giống như là dùng ngón tay mà viết trên nước vậy, vừa nổi sân lên chúng ta ghi nhận, chúng ta biết, thì nó biến mất, nó biến mất. Và khi một cái người có học ví dụ pháp thì chúng ta sẽ nhận biết rằng một cái tâm sân này khởi lên, nó kết hợp với những cái tâm sở nào. Quý vị đừng có nghĩ rằng nó nhanh quá, nó một sát na mà chúng ta không nhận biết. Chúng ta không nhận biết. Nếu như không nhận biết thì làm sao mà có thể ghi được giảng dạy hoặc là viết ra được trên trên sách vở những cái từ ngữ về ví dụ pháp. Nhớ đó phải nhận ra và ghi nhận và thấy nó là cái gì. Tu tập thời gian này thì chúng ta sẽ nhận ra được đó. Giờ thì sáng hôm nay là cái buổi giảng, buổi dạy của thầy Kinh, mà lúc nãy thì hình như còn không thấy có thầy Kinh đến rồi thì phải. Thì cũng không xin mời thầy Kinh lên cầm mít để tiếp tục sinh hoạt trong đạo tràng theo cái chương trình ạ. Dạ không biết trong đạo tràng con nghe còn không không ạ? Dạ, nãy giờ cầm mic rồi chia sẻ với đạo tràng, mà bây giờ muốn buông cái mic không biết làm cái sao, thế nào buông cái mic. Alo, 1 2 3, 1 2 3. Buông cái mic á, tức là phải ăn chè. Ăn chè xong là buông mic được ạ. Alo, quý vị nghe rõ ha? Xà thủ, xà thủ. Hôm nay Ngài Quán Không cho chúng ta một cái đề tài, mà cái đề tài đó nói lên cái phần đại cương rất là rộng, tứ trọng ân ha. Trong cái vấn đề tứ trọng ân này đâu phải là chúng ta đi vô chi tiết là gì, mà chỉ giới thiệu thôi, để rồi quý vị thắc mắc thì Tuyên Tọa Quán Không sẽ giải thích. Alo, có vị nào thắc mắc không?
tứ trọng ân. Trong đó nó lên cái ý nghĩa là đất nước, thầy tổ, thí chủ, rồi ai nữa? Còn thiếu một cái nữa. Quý vị hồi nãy có nghe rõ không? Cha mẹ, huynh nhân nhật hà. Thôi thì bây giờ quý vị đặt câu hỏi đi. Bởi vì Ngài Quán Không đã đưa ra cái đề tài như vậy thì để cho quý vị đi vào chi tiết. Chứ bây giờ nếu mà giảng hết thì còn gì để mà quý vị hỏi, phải không? Rồi bây giờ xin mời bàn tay của quý vị thắc mắc chỗ nào. Lâu lâu chúng ta mới gặp và được Thượng Tọa Quán Không đến với đạo tràng chúng ta. Vậy thì học thì phải hỏi ơn nghĩa đối với cha mẹ thế nào. Bởi vì thường thường á, chúng ta hay thấy rằng cái nước từ trên cao nó chảy xuống, chứ không có bao giờ nước từ dưới thấp nó chảy lên cao. Vậy thì cha mẹ hồi nào cũng nghĩ chúng ta như là đứa con nít thôi, luôn luôn săn sóc che chở. Tấm lòng bao la của cha mẹ là như vậy. Thì bây giờ ơn nghĩa sinh thành, chúng ta từ dưới hướng lên trên đối với cha với mẹ, đó là một cái điều mà chữ hiếu mà ít có người làm được, ít có người làm được. Mà trong đạo Phật đó, cho chúng ta biết rằng cái người tri ơn và báo ơn đó là những cái người mà hiếm có trong thế gian. Những cái pháp thiện pháp mà làm cho thế gian này thêm đẹp là chúng ta phải biết tri ơn và báo ơn. Vậy thì những cái điều mà Thượng Tọa Quán Không đưa ra để chúng ta thắc mắc, để chúng ta đi sâu vào chi tiết, đó là cái điều quan trọng mà quý vị trong đạo tràng của chúng ta cứ mạnh dạn đưa tay lên. Rồi Thượng Tọa Quán Không sẽ giải quyết cho quý vị. Alo, quý vị còn nghe không? Ai thắc mắc cái gì? Nếu mà quý vị không đưa tay thì quý vị cứ tế chát lên, tế chát lên. Xà thủ Huynh Giang Nhật Hà. Như vậy mới là nam nhi chi chí chứ. Rồi mời Huynh Giang Nhật Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sân Khà Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Quán Không, Sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thì con mới vô, con nghe sư có giảng về cái tứ trọng ân đó, thì con cũng có nghe thường người ta hay nói cái câu là thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, thì con tam đồ khổ, con cũng không có hiểu nhiều lắm. Nhưng mà hôm nay thì ở những cái nước ngoài thì là cái ngày lễ Thanksgiving, là cái mùa lễ tạ ơn. Thì con có cái câu hỏi như thế này là nếu mà cái mùa mà ngày lễ tạ ơn đó, thì giống như hồi nãy sư có đề cập về cái tứ trọng ân đó, nhưng mà đối với tụi con thì là những cái ngày lễ như vậy thì là con cái được nghỉ học, rồi mình cha mẹ cũng được nghỉ làm, cho nên đôi khi là chỉ là gia đình sum vầy lại có một bữa ăn và có cái sự có mặt với nhau thôi cũng là đủ rồi. Nhiều khi những cha mẹ già đó thì gặp con cái không có cần phải là làm gì nhiều, chỉ là thấy có mặt với nhau là cũng đủ rồi. Thì thư kết sẽ giảng dạy thêm cho tụi con là ngoài cái sự có mặt đó, mà đối với những cha mẹ mà hiểu đạo thì mình nên làm gì, và đối với những người cha mẹ mà chưa biết đạo thì tụi con nên làm gì. Xin có thể giảng thêm để cho tụi con hiểu, để biết cách để mà tu học. Và con xin dâng mít tới sư ạ.
Sa thủ sa thư u huynh Giang Nhật Hà đặt ra một câu hỏi hay thiệt á. Kính lễ Đức Tuệ Đức vừa đến với Pháp hội. Thượng Tổ không đưa ra một cái đề tài rộng rãi, và huynh Giang Nhật Hà đi vào thực tế. Vậy thì trách nhiệm bổn phận của một người Phật tử trong cái vấn đề tri ân báo ơn, hoặc là đối với thiện thực, đó là lễ tạ ơn. Vậy thì phải tạ ơn như thế nào? Có phải ý của huynh Giang Nhật Hà nói như vậy không? Nếu mà đồng ý thì cung thỉnh Thượng Tọa Quán Không. Thượng Tọa Quán Không sẽ đi vào chi tiết trách nhiệm bổn phận của một người Phật tử tạ ơn đối với hiện thực, tri ơn và báo ơn đối với những cái bậc sinh thành dưỡng dục, hoặc là đối với thầy tổ, đối với đất nước, đối với những cái người xung quanh của mình, thì phải tri ơn và báo ơn như thế nào? Cung thỉnh Thượng Tọa Quán Không ạ. Alo, đưa dùm bàn tay đi. Rồi khi đó chúng tôi tráo mic một cách nhẹ nhàng, chứ ai thả mic xuống mà đi lượm như vậy thì thấy không được đẹp lắm. Rồi cung thỉnh Thượng Tọa Quán Không, bàn tay năm ngón đâu mất tiêu rồi, không thấy tín hiệu nữa nhé. Lâu quá rồi không có sinh hoạt, không có tiếp xúc, không có coi như lên đạo tràng. Bây giờ nghi thức cũng quên tuốt lúc hết trơn rồi. Cung thỉnh bàn tay của Thượng Tọa Quán Không. Cũng không thấy bàn tay. Thôi bây giờ để cái micro xuống một cách nhẹ nhàng, lượm lên ha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô, quý thiền hữu thích thức trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thiền Vũ. Dạ, với một người, bây giờ mình nói về cái gần gũi nhất, đó là con cái đối với cha mẹ, là một cái người Phật tử, là một cái người có học Phật, khi mình biểu lộ cái lòng tri ân đối với cha mẹ, thì như thế nào? Trong kinh thì theo như Quảng Không được biết thì nếu cha mẹ đã qua đời thì chúng ta là một cái người Phật tử thì làm phước để hồi hướng, làm phước để hồi hướng cho những cái người ơn của mình đã quá vãng. Còn nếu còn sống thì chúng ta phải quan tâm chăm sóc về tinh thần cũng như về vật chất, về tinh thần cũng như về vật chất. Thì có rất là nhiều trường hợp có một cái người Phật tử kể với Quảng Không là cái hồi trước gia đình còn rất là nghèo. Hồi trước gia đình còn rất là nghèo. Rồi đi đến một cái nhà người quen thì gia đình của nhà người quen đó cho cô ta một cái bịch bánh, một bịch bánh. Thì cô biết là cái bánh này là cái loại bánh mà mẹ của cô rất là thích ăn. Nhưng mà đến khi cho nên cô mới đem về nhà, cô đưa cho mẹ cô, nói mẹ ơi, có cái bánh này người ta cho
ngon lắm, mời mẹ ăn. Thì người mẹ mới nói rằng con ăn đi. Thì cái cô ta mới nói rằng là con ăn rồi, con ăn rồi, mẹ ăn đi. Thì cô đưa cho mẹ ăn. Thì người mẹ nghĩ rằng là cái cô này, người con của mình là còn nhỏ thì nó nói vậy thì chắc là nó nói thật, cho nên lại mới ăn. Ăn xong thì một ít vụn cái bánh ở trong cái bịch á, thì mới để xuống. Thì cô bé này mới cầm cái bịch đó để em đi giục vào thùng rác. Nhưng mà thật sự ra thì trước khi giục cái bao bánh, cái bịch bánh nó vào thùng rác, thì cô đã lấy những cái vụn bánh vụn ở trong cái bịch đó để cô ăn, bởi vì cô chưa ăn. Đó là một cái sự thật mà còn không nghe một cái người Phật tử kể lại cái cuộc sống, có những cái điều mà chúng ta làm cho cha cho mẹ mình, thì mặc dù mình không ăn, nhưng mà mình nhường mà mình thấy mẹ mình, cha mình, người thân của mình ăn một cách ngon lành thì mình cũng rất là hoan hỷ. Và đôi khi chúng ta sống như một cái nhà thơ nước ngoài á, trong cái tập thơ là con chim bồ câu trắng bay qua bầu trời á, thì trong đó có một cái câu thơ là con người sống không phải vì bánh mì. Thì trong cuộc sống của chúng ta, về cái vấn đề tri ân á, thì đối với cha mẹ thì chúng ta có những cái ứng xử cho nó có một cái sự hiểu biết, khi mà chúng ta nhận biết được, quan sát và nhận biết một cách tinh tế, thì chúng ta có thể nhận ra được là cái cuộc sống trong cái mối quan hệ nó có những cái vấn đề mà không nói ra, nhưng mà mình vẫn có thể nhận biết để mình ứng xử cho nó phù hợp, Đôi khi chỉ là gặp mặt thôi cũng là một cái niềm vui rồi, hoặc là nghe tiếng nói rồi cũng là một cái niềm vui rồi. Cho nên trong bài thơ của một cái nhà thơ mà đã được phổ thành một cái bản nhạc, lâu rồi còn không nhớ về cái bài thơ đó, như cái tên của bài nhạc đó, nhưng mà đại khái là khi nghe cái người con khi mà gọi điện mà nghe cái tiếng nói của người mẹ, thì nói cái câu cuối còn không nhớ là đánh đổi thiên thu. Để có được một cái nụ cười của mẹ. Không biết trong đạo tràng có ai biết cái bài thơ đó hoặc là cái bản nhạc đó không ạ? Alo? Dạ đúng rồi, dạ cảm ơn Tâm Hạnh. Dạ, đội cả thiên thu tiếng mẹ cười. Dạ.
Lúc này con không thấy trên đạo trang có chát lên là kính đảnh lễ sư Chittananda, thì rồi có vị thì kính lễ ngài Liễu Tông, thì con cũng thành kính đảnh lễ ngài Liễu Tông. Dạ, cũng đã lâu rồi bây giờ mới được có cơ hội, những cái nhân duyên để gặp lại ngài. Rồi thì có một cách đấy, mà cách đấy cũng là 6-7 rồi. Thì có một lần thì ngài Liễu Tông có gửi về một ít tình tài cho Quảng Không, và theo như ngài Trí Đức thông báo lại á, thì ngài Liễu Tông nói như thế này, và đến bây giờ là Quảng Không con vẫn còn nhớ là ngài Liễu Tông nói gửi về cho Quảng Không: ông không có cái chỗ riêng để ông sống, cho nên thì cũng còn thiếu thốn, cho nên ngài có gửi về cho con một ít tình tài để giúp đỡ con, để mà có cái cuộc sống nó được an vui hơn. Thì đó là một cái câu nói của ngài nói với ngài Trí Đức. Ngài Trí Đức nói lại với con là cách đây cũng 6-7 năm rồi, thì con vẫn còn nhớ cái điều đó, và con cũng rất là tri ân ngài đã quan tâm đến con. Qua cái sự việc đó thì chúng ta nhớ, chúng ta thấy rằng hiểu được nhận biết được cái tình trạng của cái người đó, rồi mình mới thương, rồi mình mới có những cái hành động, có những cái lời nói nó phù hợp để mà đáp ứng được những cái mà người ta đang cần, người ta đang khó khăn, vân vân. Thì đối với cha mẹ cũng vậy, chúng ta thường hay nghe người ta nói là hiểu và thương, thì chúng ta phải nhận biết là với một người lớn tuổi thì như thế nào, họ có những cái nhu cầu gì, họ có những cái điều gì, nhất là đối với con cái. Thì như lúc nãy Huynh Huynh Hà Giang là Giang Hà gì đó nói là ngoài cái việc mà ngồi với cha mẹ, gặp mặt cha mẹ thì chúng ta là một cái người Phật tử có thể làm thêm được cái gì, thì chúng ta phải hiểu. Mà theo như Quảng Không thì cũng tìm đọc những cái cuốn sách liên quan đến cái đời sống của người tuổi già, để mình hiểu bản thân mình hơn, và đồng thời mình hiểu cái bản thân của những cái người lớn tuổi, để từ đó rồi mình có được những cái lời nói, có những cái hành động nó không có làm cho cái người lớn tuổi bị tổn thương, không riêng gì cha mẹ mình và những cái người khác. Dù lớn tuổi thì cái người lớn tuổi nó khác, bởi vì chúng ta khi mà mới 20 tuổi, 30 tuổi thì chúng ta khó mà hiểu được cái người 40 tuổi, mà khi chúng ta 40 tuổi, 50 tuổi chúng ta cũng khó mà hiểu được cái người 60 tuổi, 70 tuổi, vì chúng ta chưa trải qua, chúng ta chưa đi đến trên con đường đó. Chúng ta thân còn khỏe, rồi trí còn sáng, còn ghi nhớ được, mắt sáng còn thể thấy được điều này kia, rồi cái tư duy nó nhanh hơn, rồi động nó nhanh hơn. Với một người tuổi già thì cái mức độ nó chậm hơn. Nhưng mà không, về cái
nhìn về cái về cái nội năng vân vân trị nói tự nhiên trị người ta sẵn lắm. Người ta có thể nhận biết được rất là nhiều điều, dạ. Người ta có thể nhớ được rất là nhiều điều. Chỉ chẳng qua là cái tay, cái chân người ta không có được linh hoạt như ngày xưa. Sức khỏe đi đứng nằm ngồi nó không có được như ngày xưa thôi. Chứ còn càng là ngày càng lâu á, thì cái trí người ta có thể càng sáng hơn nếu như người ta có biết một chút về Phật pháp. Yeah. Thì đây là cái lần đầu sau bao nhiêu năm thì đây là lần đầu còn không quay trở lại để cầm mic, cho nên cũng cũng không có chuẩn bị gì nhiều, thành ra chúng con xin chuyển mic lại cho đạo tràng. Rồi trong đạo tràng thì chúng con thấy có ngài Liệu Tông, thì chúng con cũng xin chuyển mic lại cho đạo tràng để đạo tràng có thể có những cái thắc mắc nêu lên để kính thỉnh ngài Liệu Tông chỉ dạy thêm. Dạ, chúng con xin chuyển mic lại cho đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá, kính lễ ngài Chittananda. Hôm nay thượng tọa quán không gặp ngài Chittananda tự nhiên cả lâm ha. Văn ôn võ luyện suốt một thời gian dài, rồi bây giờ đến với đạo tràng gặp lại ngài Chittananda tự nhiên luôn ha. Rất là hoan hỷ và tùy duyên khi mà thầy Kiên không đến với đạo tràng, lý do là lễ tạ ân. Thì trong cái vấn đề tạ ân này, đối với Phật giáo chúng ta gọi là tri ân và báo ơn. Như Thượng Tọa Quán Không đã đưa ra cái đề tài tứ trọng ân. Tại sao mà chúng ta phải tôn trọng, chúng ta phải kính lễ? Có bốn lý do. Vandana Hetu. Lý do thứ nhất, kính lễ vì lợi lộc là Pháp Vandana. Điều thứ hai, kính lễ vì sợ hãi, Phaya Vandana. Thứ ba, kính lễ vì lễ giáo, gia phong, Kula Chara Vandana. Và điều thứ tư, kính lễ vì cảm đức, Aphi Vandana. Thì ở đây cái điều thứ tư này, Aphi Vandana, chúng ta tôn trọng sự thật, chúng ta với thật lòng hướng về cha mẹ, hướng về thầy tổ, hướng về thí chủ, hướng về ơn của đất nước. Đó là bốn cái trọng ân mà chúng ta cảm thấy chúng ta phải thể hiện để tri ân và báo ơn. Thì nhân cái ngày lễ tạ ơn này, sinh hoạt tùy duyên để nói lên đức của những cái người mà chúng ta cảm thấy cái ân đức của những vị này chúng ta phải tri ân báo ơn như thế nào. Và cái điều mà Huynh Giang Nhật Hà nêu ra cũng thiết thực, trách nhiệm bổn phận của người Phật tử tri ân và báo ơn đối với cha mẹ, đối với thầy tổ, đối với đất nước, đối với những người xung quanh. Đó là một điều thiết thực. Thượng tọa không đã giải thích, nhưng mà chắc rằng Huynh Giang Nhật Hà chưa đồng ý ha. Bây giờ có ngài Chittananda cung thỉnh ngài. Cung thỉnh ngài quan hỷ, bởi vì hôm nay đạo tràng có ngài đến cảm thấy rất là vui sướng, bởi vì có ngài mới móc túi được ngài thôi. Rồi bây giờ cung thỉnh ngài Chittananda với câu hỏi của Huynh Giang Nhật Hà. Thiết thực trong cuộc sống, người Phật tử phải tri ơn báo ơn như thế nào? Dạ, cung thỉnh ngài Chittananda.
Nam mô Bụt Tha Dạ Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Dạ Kinh Thưa Chư Cận Sinh Nam Cận Sinh Nữ Trong Đạo Tràng. Lâu quá mới gặp là nghe âm thanh của Hiền Hữu Quán Quán Không hay Quán Vắng vậy? Quán Không à? Quán Không, đâu mất rồi. Nhìn tới nhìn lui sao không thấy rồi, thấy đâu mất rồi. Hy vọng cũng từ tu cũng khỏe được là tốt rồi ha. Hôm nay thì ở Mỹ á, thì có ngày lễ tạ ơn. Nhưng mà nghe nhỏ phải không? Nhưng mà ngày lễ tạ ơn của cô Mỹ à, ngồi nãy giờ mệt quá nên bò bò vô rung. Tại vì mấy cái bịch gà tây luôn. Người ta tới, người ta dân theo cái kiểu Mỹ không mà. Dân cho mấy ông sĩ ăn gà tây chắc là ngày thứ bảy này vô là gái không chứ không có nói được nhiều. Nhưng mà thôi quý vị thông cảm. Kính thưa ngài Trân Lợi, kính thưa chị quý vị. Đối với cái người mà Á Châu của chúng ta thì cái tạ ơn nó có cái nghĩa nó hơi khác. Chứ nó không giống như của người Mỹ hay người da trắng. Nhưng mà đối với người Việt Nam mình, cái điều mà chúng tôi có nói một vài lần và hôm nay xin được nhắc lại, chúng ta có năm cái hạng mà chúng ta phải luôn luôn nhớ ơn và có dịp là báo ơn, tức là Tam Bảo, cha mẹ và thầy tổ. Nhưng mà về phương diện Tam Bảo thì chúng ta chỉ học và hành theo đi, bảo trì những cái gì mà lời dạy của Đức Phật để lại cho được trường tồn lâu dài. Còn thật sự mình làm cái điều báo ơn thì chúng ta sẽ báo ơn đối với cha mẹ và thầy tổ. Nhưng mà báo ơn thì cái người đáng được chúng ta để ý trước nhất và trên hết là cha với mẹ. Bởi vì hai cái người đó đó cho chúng ta một cái ơn rất là lớn. Đó là ban cho chúng ta sự sống. Và chẳng những ban cho chúng ta sự sống xong rồi, các ngài còn nuôi dưỡng để chúng ta thành người. Thành ra cái nợ đó chúng ta có thể trả cả đời cũng không hết. Giống trong kinh có đề cập, nếu để cha bên dai, mẹ bên dai phục vụ tất cả những cái điều gì để làm được, mà đi giáp cả cái vũ trụ này cũng không thể đền đáp được cái công ơn đó. Thành ra nhân cái ngày này, bữa nay mình nói thì hơi trễ, nhưng mà có lẽ ngày mai, ngày mốt vẫn còn rảnh thì quý vị nên bày tỏ sự biết ơn đó đối với cha mẹ. Đối với Đức Phật dạy cho chúng ta đối với cha mẹ trong bài kinh Thi Ca La Việt đó, quý vị học đọc sẽ thấy là thứ nhất, nếu cha mẹ chưa có đức tin nơi giáo pháp, làm thế nào để cha mẹ có được đức tin đó? Cha mẹ chưa biết tam quy, chưa biết xả tài thì làm thế nào cha mẹ biết cái điều đó? Cha mẹ không có cơ hội để dân kinh tính pháp thì làm thế nào để cha mẹ được cái đó? Và điều cuối cùng là làm thế nào để trí tuệ của cha mẹ được phát sanh, thì đó là điều cao thượng. Bởi vì dựa vào cái lời trong kinh điển nói cái ngài Sariputta đó, như là mẹ ngài có đối xử ngài như thế nào đó, thì quý vị đọc trong đó sẽ thấy. Nhưng cái ngày cuối cùng đó, trong cuộc đời của ngài đó, ngài đã làm một việc, tức là báo ơn cho người mẹ đó nghĩa đầy đủ nhất. Tức là sau khi thuyết pháp thì bà đã đắc được sơ đạo sơ quả. Thì bà có khổ đi nữa, có luân hồi đi nữa cũng tối đa 7 kiếp mà thôi. Đó là cái sự báo hiếu rất là cao thượng và có đầy đủ những cái chuyện cần thiết. Thì mình cũng nên làm như vậy. Thì bây giờ đó, muốn làm như vậy đó, đối với cha mẹ là mình bày tỏ sự báo hiếu càng nhiều càng tốt, chứ không có phải chờ cái ngày lễ tạ ơn hay là chờ cái ngày sinh nhật gì ạ.
Nhưng mà bây giờ chúng ta không có thời giờ, thì cái ngày sinh nhật của chúng ta đó là cái ngày chúng ta nên bày tỏ sự báo hiếu của chúng ta đối với cha mẹ. Tại sao? Tại vì cái ngày đó nó giúp cho mình có sự suy nghĩ rất là sâu sắc và đầy đủ về người cha và người mẹ của mình. Bởi vì đó là cái ngày mà cái người mình gọi là mẹ đó, bênh da xẻ thịt, đổ mồ hôi, đổ máu để cho mình được sống còn. Đôi khi mất cả mạng để được đứa nhỏ đó ra đời. Thành ra đó là công ơn chúng ta không thể nào không báo, không đền đáp. Bên cạnh đó, người chúng ta gọi là cha đi tới đi lui, ăn uống không yên, muốn cho được mẹ tròn con vuông về, khổ sở vô chừng. Mà nếu chúng ta không nghĩ tới những cái công ơn đó để báo đáp cái công ơn đó thì phải nói chúng ta rất là kẻ vô ơn. Thành ra nếu quý vị không có ngày rảnh hàng ngày thì tới cái ngày đó đó, cái ngày mà gọi là sinh nhật của mình đó, nên làm cái lễ đối với cha mẹ. Đây là cái cách mà chúng tôi chỉ cho mà những Phật tử gần chúng tôi làm đó. Là ngày đó buổi sáng quý vị muốn đi dẫn cha mẹ đi làm phước ở cái chùa nào đó, để cha mẹ chưa có đức tin thì có đức tin, để cha mẹ có cơ hội để thọ tam quy ngũ giới, để cha mẹ có cơ hội để dẫn kinh thánh pháp từ cái chùa mà mình dẫn cha mẹ đi tới, để giúp cho cha mẹ có khả năng để trí tuệ phát sanh khi nghe những cái bài pháp như vậy. Thì buổi sáng trước khi mà chuẩn bị đó thì chuẩn bị một số đồ, thì bây giờ mời cha mẹ ngồi để mình lại cha mẹ ba lại. Lại thứ nhất, mình nói ra rõ ràng là xin lại cha mẹ lại này để bày tỏ sự biết ơn con trong thời gian từ đâu con xuống bụng mẹ cho tới ngày con ra đời. Cái công ơn đó con xin được bày tỏ sự biết ơn con bằng lại này. Cái lại thay, cũng kể từ ngày mình ra đời, trong đời mình có được học hành được này nọ để trở thành người có hữu dụng trong xã hội, cũng nhờ công ơn đó thành đã xin được lại cha với mẹ lại thứ hai. Và cũng kể từ khi mình ra đời cho tới ngày mình không lớn như ngày hôm nay, rất nhiều lần mình làm cho cha mẹ phật lòng buồn bực, thì mình cũng xin đảnh lễ để được sám hối những cái điều đó mình đã làm đối với cha mẹ vì cái sự thiếu hiểu biết của mình. Rồi sau đó dẫn cha mẹ đi làm phước đi này đi nọ. Mà nên làm thường xuyên vậy để mình có thể mình nhớ tới cái công ơn cha mẹ mình một cách rất là rõ ràng. Chứ thường thường đó, mỗi ngày lễ mình dẫn cha mẹ đi ăn phở, ăn bít tết, ăn gì một bữa thôi, rồi mình nghĩ là đủ. Trong khi 365 ngày kia mình không hề ngó ngàng gì tới cha mẹ cả. Đó là cái điều rất là thiếu sót nếu mình là người con mà mình không cái người đáng được để mình trả ơn, để được mình báo cái ơn đó mà mình đã không làm. Thì cái đó mình ngồi mình suy nghĩ lại mình sẽ biết mình có phải là con người, có phải là ở trong cái xã hội mà có lời dạy của Đức Phật không. Đó. Những cái điều đó là những cái điều nên làm, và làm càng nhiều càng tốt. Mình đừng có suy nghĩ là ngày đó phải là ngày tới ngày đó mới làm, ngày kia mới làm. Mình ở xa thì mình lựa cái ngày nào đó, còn nếu ở gần thì có cơ hội là nên làm. Và tìm những cái vị sư có khả năng để mình móc túi, tức là mình dẫn cha mẹ tới nhờ cái vị sư đó nói những một số cái điều lợi ích để cho cha mẹ chưa từng được nghe những điều đó được nghe, để có thể dùng cái đó để tạo những cái phước báo mà trong thời gian về sau cha mẹ có thể làm được bất cứ lúc nào, để cho đức tin, để cho trí tuệ phát sanh, thì nó sẽ giúp được cha mẹ ít nhất trong kiếp này thì không nhiều, nhưng có thể là cái nhân để kiếp sau có thể gặp lại được một số cái điều kiện để có thể tiếp tục đào tạo những cái bàn mặt liên quan tới cái lời dạy của Đức Phật. Thì đó là những cái điều mà mình nên làm và làm thường xuyên nữa. Đó là những cái điều mình chúng tôi muốn nói trong cái lễ tạ ơn trong ngày hôm nay. Mình không nên làm theo cái kiểu của Tây Phương, mình làm theo cái kiểu của người Việt Nam, đối với phong tục của người Việt Nam. Để làm thế để mình có thể mình bày tỏ cái điều như vậy được. Thì cái đó là cái điều mà không phải những cái người mà hiểu biết không mà thôi, mà có lẽ là người trong xã hội
thấy cái hành động mình họ vẫn tán dương, vẫn ca tụng cái công đức của mình. Bởi đó là cái điều mà mình làm nó rất có ý nghĩa, chứ nó không có phải là vô ích. Thành ra xin được đóng góp một số cái phần liên quan tới cha mẹ, liên quan tới thầy tổ. Thầy tổ cũng vậy, mình có cơ hội mình cũng làm những cái điều tương tự. Bởi vì nhiều khi thầy tổ của mình không có cơ hội để biết được những cái lợi ích trong cái giáo pháp Đức Phật, thì mình có thể mình hướng dẫn đi chùa, những cái chùa nào biết có những gì giảng sư hay những cái gì có học đồ này kia. Chứ còn nếu không thì sống cả đời cũng làm rất nhiều điều vô ích. Thì hy vọng quý vị hiểu điều những điều chúng tôi nói. Nam mô Bích Thầy giá. Sa thủ Ngài Chittananda, rất là thực tế, trách nhiệm bổn phận của một người con Phật. Ngài đã đưa lên năm cái trường hợp, tức là đối với ân đức của Tam Bảo, đối với thầy tổ, đối với cha mẹ, và rất là rõ ràng. Huynh Giang Nhật Hà còn thắc mắc gì nữa không? Hôm nay một cái cơ hội chúng ta được gặp Ngài Chittananda. Quý vị, trong cái ngày lễ tạ ơn đối với thế gian và đối với Phật giáo cũng có những cái điều khác biệt, chứ không phải là nói rằng ở thế gian là số 1, nhưng mà trong Phật giáo chúng ta còn sâu sắc hơn. Vậy thì Huynh Giang Nhật Hà, rồi quý vị trong đạo tràng, mời quý vị cứ mạnh dạn đưa tay. Hôm nay duyên lành là được Ngài Chittananda quang lâm đến room của chúng ta. Đây là một cơ hội rất là hiếm có ha. Rồi xin mời quý vị tiếp tục những câu hỏi, những thắc mắc, để rồi Ngài sẽ giải thích và chúng ta cứ y cứ phụng hành. Alo, còn vị nào thắc mắc về cuộc sống của mình mà tri ân báo ơn chưa có làm tròn hoặc là trục trặc như thế nào, thì đây là một cơ hội rất tốt. Xin mời bàn tay của quý vị. Xin hành kiểm nói nè, Nam mô Bụt Tha Gia, con kính tri ân sư, mà tri ân sao đây? Xin hành kiểm nói thắc mắc thì cứ đưa tay đi. Tri ân không biết tri ân cái chỗ nào đây. Rồi Siết Meta nè, Siết Thiện Vũ nè, rồi nhiều lắm chứ trong room này. Quỳnh Giang Nhật Hà, quý vị cứ đưa tay. Siết Niệm Từ, rồi Siết Hoàng Thanh, Siết Hải, rồi đạo hữu Nguyễn Văn Ngọc nè, rồi Quỳnh Bước Sang nè, rồi đạo hữu làm gì đây, quý vị cứ mạnh dạn đưa tay. Bởi vì chúng ta học phải hỏi. Rồi, xà thủ Huynh Giang Nhật Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Liễu Tông, Sư Quán Không, Sư Pháp Trang, Sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa Sư, sẵn hôm nay Sư có dịp vô room, con có cái câu hỏi, cái thắc mắc. Hôm qua con có học ở bên lớp Pháp Cú á, thì cái câu Pháp Cú số 81 á, là như tảng đá kiên cố không gió nào lay động, cũng vậy giữa khen chê người trí không dao động, thì cũng hay đề cập tới cái tướng của những cái vị mà cái duyên sự, thì cái vị đó là không có cao lớn đẹp, nhưng mà lại là những cái bậc thánh, thì cái tướng nó cũng rất là khó. Thì có những cái câu mà như con nghe là tướng do tâm sanh, tướng tùy tâm diệt rồi, như vậy thì nó sai bét rồi. Thì bây giờ làm sao mà như Phật tử tụi con mà nếu mà gặp những cái vị sư á, thì làm sao cái sư có thể dạy cho con cái cách mà cung kính đảnh lễ những cái vị sư như thế nào?
Tại bây giờ có một số thì con lại thấy đội mũ rồi đủ thứ màu hết, rồi có khi là đắp y kiểu này kiểu kia, thì con không có biết như vậy á, là làm sao mà tụi Phật tử tụi con mà tiếp cận có thể chào hỏi hay là đảnh lễ như thế nào để hợp lễ đạo. Con xin sư có thể giảng cho con điểm này ạ. Dạ, con xin dâng mít tới sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kinh bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra thời này thì nó nhiều chuyện, nó nhiều khê lắm. Thành ra chúng tôi nhắc nhiều lần mà tại quý vị không để ý là quý vị là cái bộ lực của tỳ kheo ni hoặc là bà tỳ kheo ra mình đọc. Đọc để mình, bởi vì đó là cái sách mà coi tướng mấy ông sư, mấy bà sư. Thành ra quý vị đọc. Hiểu một số vấn đề là khi nào quý vị gặp bất cứ gì nào á, thì chuyện đầu tiên mình nên đánh lễ, bởi vì cái tăng tướng mình là có như vậy. Rồi mình xin hỏi một số cái điều kiện về vấn đề Phật Pháp. Nếu quý vị đó có khả năng thì mình biết có thể là người tu đàng hoàng. Còn nếu mà họ lấp liếm mà này kia sùng là biết thì nên tránh xa. Chứ không có gì đó. Bởi vì nên nhớ cái vấn đề đó. Hồi nãy câu mà nói là tướng tùng tâm sanh tâm diệt, cái nó đúng chứ nó không phải, nó không đúng. Bởi vì quý vị để có những cái người tướng ở ngoài rất đấy, nhưng tu thời gian vô tu thời gian sao mình nhìn tướng khác liền, chứ nó không có giống như cái tướng kia nữa. Đó, đó là mình nói theo theo đời thôi, còn nói theo đạo cái nó theo di pháp vẫn trúng như thường. Bởi vì cái tứ đại này nó phát sinh, nó có bốn cái nhân. Thứ nhất là tâm, thứ nhất nghiệp, thứ hai tâm, thứ ba vật thực, thứ tư thời tiết. Thì nếu cái tâm người đó là tâm thiện thì cái tứ đại cái tư nó sẽ thay đổi, chứ nó không thể nào mà nó như cũ. Còn nếu cái người đó mà ba gai sân hận thì dĩ nhiên mình dồn cái người mà hay sân cái mặt nó như thế nào, và cái người mà ít có sân có tâm tư cái mặt như thế nào, quý vị biết liền. Thành ra mình phải dựa vào một số cái điều kiện về để mình biết người đó như thế nào, để mình mới thân cận người ta, để mình hỏi. Ví dụ như bây giờ mình nói trên này nổi cái rung của người Việt Nam không, cả trăm rung đó. Nếu quý vị không biết, quý vị vô là nghe nhiều chuyện rất là vô ích cho cái lỗ tai mình, nó phải chịu khổ để nó nghe. Thành ra ngay cả mình vô những cái rung này vẫn phải lựa như thường, chứ không phải là nói người ta để cái rung Phật Pháp, ví dụ Phật Pháp như màu hay là gì đó là mình tưởng là thứ thiệt, mình vô là coi chừng. Bởi vì nó không phải nói với mình là phàm nhân. Mình nghe cái điều không phải là mình nổi sân liền, chứ mình đừng có nghĩ là mình có đủ khả năng để bình tĩnh. Không có đâu. Đó. Mà nên nhớ mỗi lần cái tâm mình mà nó nổi sân hay là nó vui vẻ gì, nó đều để là cái dấu ấn gọi là nghiệp. Để là cái dấu ấn hết đó. Kiếp này nó không cho được quả thì kiếp sau nó cho quả. Để cuộc đời mình nó có nhiều cái xấu tốt nó theo, nó báo hoài. Đó. Nó học cũng phải lựa nhìn. Đó. Hoặc là có những cái công lực thì có đề cập những cái giờ mà ông sư không thấy đi lang thang rồi được này kim xong đó. Thì nhưng mình coi cái giờ đó mình biết cái người đó có phải giàu mặc đồ ông sư đi nữa, có phải là ông sư thứ thiệt hay không. Bởi vì có những cái chỗ mà nhà sư lang thang tới đó không có được. Có những cái giờ giấc gì ra trong kinh trong lực của ông sư là có nói hết đó, sách có tướng sư có nói hết đó. Mình phải dựa trong vô cái điều kiện để mình sống giữa cái thời đại ô trọc này đó, mình biết người nào cần được thân cận, người nào không nên thân cận. Đó. Nhưng không có gì đó. Thế ngay cả bây giờ có những cái chùa đấy là chùa theo Phật giáo Nam truyền đi nữa, mà quý vị vô thấy họ có thể là họ không có tụng kinh giống như mình hiểu. Đó. Thành ra có nhiều cái chuyện nó rất là nhiều khê mới trong cái thời buổi này. Thành ra phải cẩn thận, phải học một số cái điều kiện về vấn đề mà cách hành xử của chư tăng, cái cách hành xử của mình đối với chư tăng như thế nào. Đó. Quý vị muốn biết cách hành xử quý vị đối với nào, chúng tôi đã nói nhiều lần cái quyển sách của ngài Thượng Lão Giác Giới ngài viết đó, tức là cư sĩ giới pháp đó, để dành cho cư sĩ đó. Thì mình vô đó mình coi rồi mình sẽ biết mình phải làm những gì là khi gặp những cái vị đó phải làm sao, làm gì đó nó đều có hết đó. Rồi
chịu khó lên net vô đánh chữ về giới tỳ kheo, rồi họ lên hết giới tỳ kheo Nam truyền, chứ đồng thời nó vô cái giới của Bắc truyền Bắc công nữa. Thì quý vị có thể có căn bản để hiểu biết về những cái vị sư mà quý vị đang gặp hàng ngày như thế nào, chứ không phải dễ đâu quý vị. Quý vị chúng ở đây cũng có nhiều room mà chúng tôi ít có vô. Chúng tôi có vô room này là tại vì chúng tôi thông cảm với ngài trưởng lão của chủ room nè. Chúng tôi nhắc nhở quý vị hoài nên vô nghe, bởi vì ngài thì cũng giống như chúng tôi là gần trời xa đất rồi, mà tới khuya dậy sớm để mở cái room, để cái chỗ để cho quý vị có cơ hội để vào được nghe chánh, nghe pháp, nghe lời dạy của Đức Bổn Sư. Không phải dễ tìm đâu đúng quý vị, bởi Phật giáo càng ngày nó càng mất cái gốc của nó. Thành ra có những cái rung mà vẫn còn truyền những cái tốt như vậy thì quý vị nên bỏ thì giờ vô nghe để học hỏi những cái điều cần phải học hỏi, điều hay lẽ phải, rồi để coi mai mốt rồi khoảng chừng ngàn năm nữa quý vị tìm những cái rung như vậy không có đâu. Bởi vì lúc đó là dầu rung để là có Nam truyền này nó thì vô cũng chỉ nghe cài dòng cổ với cài nhạc cơ mà thôi, lúc đó là mệt lắm. Thành ra đang cố gắng học hỏi số cái điều kiện Quỳnh Nhân nghe nè, số điều kiện để mình biết mình tiếp xúc cái hạng người như thế nào, nên không hỏi pháp phải hỏi như thế nào, nên là để kiếm xong cái đó đều phải học hết á. Còn mình không học thì chắc chắn là mình là người thua, mất cả vốn lẫn lời. Nam mô Bổn Sư á. Dạ sa thú, sa thú. Dạ con tri ân sư. Dạ con cũng chưa có thấy ai có câu hỏi nên con xin hỏi thêm một câu nữa thưa sư. Dạ cũng liên quan tới nếu mà như tăng tướng đó, thì con cũng có mấy người bạn đạo đó nói là có khi là đi tới những cái chùa thì có vị sư này nói sư này thì là nghiêm quá, rồi sư kia thì rất là vui vẻ tặng quà, rồi có những cái vấn đề mà quý sư mà đi Ấn Độ hay là đi Đài Loan nước này nước kia thì về tặng cho Phật tử những cái sâu chuỗi rồi thì con thấy Phật tử người ta hoan hỷ, người ta thích lắm. Mà rồi ngay cả những vị sư đi về cái có khi là mặc những cái màu áo vàng, bây giờ mặc những cái áo màu măng cục hay là cái màu khác như vậy đó sư, thì là có người lại nói là không mang những cái bài pháp hay về, hay là mang cái văn hóa của nước kia về. Như vậy thì sư có thể giảng cho tụi con là khi mà gặp những cái vị sư mà mình đi du học ở những xa thì tụi con xin móc túi như thế nào để hỏi những cái gì về kinh điển mà để có thể được học được thêm những cái điều mới ở ngoài những cái nước khác để tìm hiểu thêm. Sư có thể chỉ thêm cho con điểm này. Dạ con xin dâng bích tới sư ạ. Nam mô Bổn Sư Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền. Dạ kính thưa chư vị, gặp những cái gì tu sĩ thì nên hỏi những vấn đề liên quan tới lời dạy Đức Phật thôi, chứ còn những cái chuyện khác hỏi chi cho mệt. Mình những chuyện khác mình này lên rung mình nhờ ông Google nó hỏi nó còn hay hơn nữa. Bởi vì thường thường đó, nó thật sự đó là chư tăng đi mà có những cái gì quý mà để mình cho, nó phải có điều kiện, chứ không phải muốn mua cái gì mua nhập để mua sâu chuỗi sâu đồ này kem sùng, cái chuyện đó là nó không có đúng. Ví dụ như thấy những tượng Phật tốt thì có thể mua, có thể đem về cho Phật tử để Phật tử có cái chỗ để thờ, để nhớ tới cái ân đức Phật đồ này kia thì đó thì không sao. Nhưng mà hỏi những theo sâu chuỗi đó để làm gì? Mình nhớ đó, quý vị thấy ông sư nào mà đeo sâu chuỗi rồi quý vị cũng nên tránh xa đi. Bởi vì cái đó là đối với nhà sư là không có được làm những cái chuyện đó. Nên cái luật Đức Phật cấm ông sư mà đeo cái này đeo kia, đó là không có đúng. Dù rằng đều sâu chuỗi, dù họ nói là để họ niệm Phật, họ cần lần chuỗi, thì khi nào họ niệm Phật họ lần, chứ họ đeo trên tay hay là máng trên cổ đi tới lui làm gì, phải không? Nhà sư có cái
cái điều kiện để mặc y nó như thế nào, chứ không phải là muốn làm gì làm. Tại thấy quý vị không biết thì họ mới làm vậy, rồi đi mua về đây tặng nhiều quý vị đó quý vị, rồi thầy ông sư đừng tốn cho tôi này nọ rồi cái đó cho cũng không có nên nhận, ví dụ cho sao chuỗi này kia không có nên nhận, nên nhớ chuyện đó. Bởi vì chuyện đó nó không có lợi ích gì đó. Mình xin đảnh lễ xin ngài cho con hỏi một vài câu về về ra, ví dụ như hỏi liên quan tới bây giờ muốn thọ tam quy ngũ giới mọi thứ có bao nhiêu chi, làm thế nào để được giữ cho nó tròn hảo, rồi này kia mình chùm hỏi thế coi ông biết hay không. Đâu có về đâu quý vị, chuyện nhỏ vậy thôi, có nhiều ông cũng mặc đi chứ đâu biết đâu. Nên nhớ quý vị, nên nhớ ông sư nào cũng phải biết là tại sao theo luật Đức Phật đó, ông sư khi mặc đồ là phải ở với thầy tế độ 5 năm học hết tất cái điều mà được ghi trong tạng luật đàng hoàng, chứ không phải ấy. Sau 5 năm ông sư đó mới được gọi là người trưởng thành, lúc đó mới là được đi ra ngoài, đi rời ông sư để đi học hỏi hay là đi hoằng dương giáo pháp rồi được, nhưng mà không đủ điều kiện thì không có được đi đâu ở đó. Thành ra Đức Phật không cho đi, thành ra khi mà cái người đi ra là người đã trưởng thành rồi. Bởi vì nó nhớ đó. Còn có nhiều nước sau này họ không có giữ cái đó, họ bởi vì họ cần người để trụ trì, nên ra nhiều vị tu một cái hạ cái cho đi làm trụ trì rồi này kia. Có người tây dân đất bỏ uống rồi, kêu cho ông sư cho ông thì tu ra trụ trì để giữ đất, hiểu đó không có nên ha. Quý vị phải lựa, không lựa nói ra thì họ nghe họ giận, nhưng mà nói đây cho quý vị hiểu rằng thời buổi này nó nhiều như vậy lắm, nó không có giống như ấy đâu. Thành ra cái chùa nào mà thường thường tu mà hơi gắt cao chút á thì chùa đó đó Phật tử cũng không thích, mà mấy ông sư khác thì cũng không muốn tới, nhưng mà cái người ta đàng hoàng không có khe, quý vị tới thì còn phước thì tu hết phước, sợ y chứ gì đâu mà phải lo, chứ không phải là ngồi thấy quý vị tới cái nói ngọt ngào này kia để cho quý vị họ đổ chùa. Cái đó ông sư tư thiệt họ không làm, nó thật sự là họ không làm. Bởi làm cái đó thì không biết kiếp này có được gì không, chứ kiếp tới là chắc chắn là phải hội ký Diêm Vương vấn đề tội ác rồi. Là thứ thiệt không có làm. Nó không phải dễ đâu quý vị, mặt kỳ này nó không phải dễ. Coi cái màu nó vàng vàng để giống lửa lắm, nóng nóng bá thở luôn, cho nó không có phải dễ. Thành ra quý vị nên cẩn thận, gặp ông sư thì chúng tôi nói nhiều lần nên móc túi đi, chứ không có ấy gì để biết ông cơ nào. Ông có khả năng dạy mình thì mình theo xin học hỏi nhiều, còn ông không có khả năng thì mình kiếm mấy người khác. Chứ cuộc đời của mình thời buổi này ông sư đã ít rồi, mà mình gặp được ông sư mà mình có lợi dụng cơ hội để mình móc túi và uống, cứ móc đi. Nếu mà dùng từ chữ đợi thì gọi là móc, còn nếu không là chôm cũng được, chôm cái sự hiểu biết của ông. Thì ông học thì ông rất vui vẻ để cho quý vị có gì đâu đó. Nó có những cái điều như vậy đó, quý vị nên tìm học hỏi một số cái căn bản vậy đó, thì quý vị không có sợ gì đó, mà còn giúp được cho quý vị rất nhiều chuyện. Có bất cứ lúc nào mình có gì mình gặp thì mình cứ móc túi ông. Ông sư thì ông chỉ có cái giàm đó, không có túi. Tại vì bỏ cái túi để dành bỏ cái sự hiểu biết về Phật pháp thì đâu sợ mất rồi sợ. Thành ra cái đó có lợi cho mình thì cứ nên làm, có lợi cho mình. Còn nếu không thì mình cứ lần lần rồi mình cũng giống như người khác, nó không có tốt. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi, con kính lễ Sư Liễu Tông, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Quán Không, con kính lễ Sư Pháp Trang, dạ, con kính lễ Sư Tuệ Đức, con kính lễ Cô Tu Nữ Phúc Hạnh, dạ, con kính chào các anh chị trong đạo tràng, dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con thưa Sư, hồi nãy, lúc đầu, con có nghe Sư Quán Không nói là mình có cái tứ trọng ân, đó là ân trước hết là phải đối với Tam Bảo,
với bậc tiền bối, những bậc thầy tổ, rồi đến ân cha mẹ, rồi đến ân đối với vạn loài chúng sanh, những vạn loài chúng sanh, và cái ân thứ tư nữa là ân đối với quốc gia xã hội. Dạ, thì con có ba cái ân thì con cũng hiểu nó chưa trọn vẹn, nhưng mà con cũng tạm hiểu được, đó là ân cha mẹ, ân đối với tam bảo, ân đối với vạn loài chúng sanh. Nhưng còn cái ân đối với quốc gia xã hội thì con cũng chưa hiểu lắm cái ân này mình phải như thế nào. Vì đối với các bậc, đối với các vị chư tăng, vị tăng thì mình có cái cuộc sống mình sống độc cư, sống xa lánh những cái nơi ồn ào, nói chung là mình xa lánh phố thị. Rồi và luật chư tăng thì rất là khắt khe, khi mà một vị tăng hay vị ni mà tiếp xúc với xã hội thì như vậy thì mình báo ân đối với quốc gia xã hội thì mình phải làm sao, thưa sư? Dạ con chưa hiểu cái khúc này á, thưa sư. Dạ con kính thỉnh sư giải thích giúp con kính tri ân sư ạ. Dạ con xin xuống mic. Nam mô Bổn Thà, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự đối với quốc gia, đối với xã hội đó là tùy theo một số cái điều kiện của quốc gia đó và mình. Nhưng mà thường thường á, tất cả các quốc gia nào mà công nhận Phật giáo á, thì quý vị nên nhớ một điều đó. Khi mặc đồ ông sư đó, cái người đó, cái ông sư đó được gọi là mất quyền công dân, là phó thường dân, chúng ta dùng chữ phó thường dân đó. Thành ra đối với chư tăng á, thường thì cái liên quan tới cái quốc gia trên này kia thì nó không có bao nhiêu. Tại vì ở bây giờ chỉ có một vài nước nó giữ đúng là, ví dụ như Thái Lan hay Miến Điện đó. Ông sư khi mà cái người đó đó mà mặc cái y vô rồi đó thì không phải đi lính, không được đi bầu cử, không được làm bất cứ một cái chuyện gì khác đó, là mất hết những quyền công dân ngoài. Thành ra họ chỉ lo tu mà thôi. Họ có cái năm cái điều kiện nãy chúng ta nói, đối với tam bảo, đối với cha mẹ và thầy tổ. Mới dầu cái người cha mẹ không phải là người tu đi nữa, ông sư vẫn phải đền đáp công ơn của hai người mà gọi là cha với mẹ đó. Trong kinh, trong hình như trong chúng tôi nhớ kinh Cú này, trong cái con cái đoạn kể cái vị sư mà khi đi tu rồi thì thời đó, đó thời xưa đi lang thang đâu có ở nhà, sau thời gian nó gặp cái người đồng bảo hạnh mình, nói là thấy cha mẹ của ông bây giờ là đi ăn xin ở ngoài đó, nghèo lắm, khổ. Thì ông thấy về cái ông mới lần về kiếm cái chỗ ở để cha mẹ ở, rồi ngày nào ông cũng đi trị bệnh về dâng cho cha mẹ trước, rồi sau đó đi trị bệnh tiếp để mình dùng. Thì mọi người, mấy ông sư đã thấy vậy mới vô mét vậy Đức Phật. Thì Đức Phật kêu ông lên hỏi, thì ông nói vậy thì Đức Phật mới khen ngợi, xả tú khen ngợi, rồi nói là ông sư, cái mà ông sư đi xin về đó, ông được quyền làm hai chuyện: một là cho cha mẹ, hai là cho bạn đồng hồn hạnh, tức là các ông sư khác mà thôi. Ông dùng cho cha mẹ dùng và các bạn đồng hồn hạnh dùng thôi, ngoài ra không ai được quyền đụng vô cái món mà ông sư ông ấy, trừ khi ông dùng rồi còn dư cái tàn thức thì cư sĩ Phật tử có thể dùng được. Nhưng mà nếu mà đem về tới nơi mà chưa có dùng, chưa đụng vô đó, thì chỉ có hai người được hưởng là cha mẹ với bạn đồng phẩm hạnh mà thôi. Thành ra quý vị thấy đối với cha mẹ thì ngay cả Đức Phật cũng bắt ông sư phải kính trọng cha mẹ như thường. Còn đối với người khác thì không sao. Thành ra những cái ân đức mà liên quan tới xã hội, nếu mà ông sư ít cứ dính vào rồi. Còn người đời thì phải dính, là tại sao? Ví dụ như đất nước loạn lạc thì mình phải có nhiệm vụ phải cầm súng và dấn nó ghi ông xung bao nhiêu chuyện thì ở ngoài quý vị thấy rồi đó. Nhưng mà khi mà chúng tôi ở Thái, chúng tôi thấy bởi vì ông sư ông được những cái điều kiện đó, đã có những người ta lợi dụng. Ví dụ lợi dụng sao? Thường thường bên Thái thì 22 tuổi nó bắt mùa dịch, 19 tuổi họ vô tu. Thường ở bên Thái đi là 3 tới 4 năm. Họ tu khoảng 4-5 năm họ ra. Họ xã họ ra đi làm đi ấy giống như đời. Không phải đi lính, thí dụ vậy. Thì cái đó là mình không nên đối xã hội, mình không có.
mình không có đầy đủ cái bổn phận của công dân ở xã hội đó. Nó thành ra đối với quý vị đó, ở cái nước này đó, thì đối với xã hội thì mình có những chuyện mình đã làm hàng ngày, ví dụ đóng thế rồi thì kiêm dụng đó, thì cái chuyện đó mình phải làm rồi. Nhưng mà cái người quan trọng nhất chúng tôi, giống như tôi nói nãy đó, là cha mẹ. Bởi vì mình phải nghĩ tới những cái công là hai cái người đó mà người ta đổ không biết bao nhiêu xương máu mồ hôi nước mắt để người ta cho mình thì sống như vậy đó. Thành ra mình phải không thể nào bỏ qua cái chuyện đó được đó. Thành ra cái đó là mới là cái quan trọng ha. Còn cái chuyện đối xã hội thì mình có, mình đi một số cái chuyện mà luật pháp nó bắt buộc, ví dụ đóng thế hay gì đó, thì mình có thể mình làm được. Nhưng mà đối với, ví dụ như ông sư, ông đâu có lợi tức gì đâu, không có gì hết. Thành ra có những cái chuyện của xã hội ông không thể làm gì được hết đó. Nhưng mà không có tội, tại vì ông không có tác ý để làm xấu hay làm gì thì mới dính thôi, chứ còn không có, thấy không? Thành ra mình vậy, thành ra những cái điều kiện đó đối với cư sĩ Phật tử cũng giống như đối với sư thì có 5 chuyện vậy đó, là nhớ 5 chuyện. Còn nếu mà không phải mà người Phật tử sống ngoài xã hội thì có những cái chuyện liên quan tới cái xã hội mình đã sống, những cái nhiệm vụ gì đó, trong luật nó đặt ra phải làm gì đó thì mà nó dính. Nhưng mà thường thường đa số các nước thì chúng thấy là ông sư giống như là cái người tu sĩ là được miễn trừ rất nhiều chuyện liên quan tới cái xã hội ngoài. Nhưng mà đối với 5 cái hạng mà chúng tôi nói là thì ông sư là phải vững vàng lắm mới được, chứ nếu không thì khó lắm, cuộc đời mình khó có được an toàn trong cái đời tu mình. Bởi đối với Phật Pháp Tăng mà mình không biết kính trọng, không có học hỏi để hiểu đó là cái gì làm như thế nào thì mình sống không có lâu, không có lâu. Cái thứ hai nữa là hai cái người thấp xuống là cha mẹ, thì mình cũng phải làm hết sức mình để bảo vệ, để phụng dưỡng. Rồi cái hạng thứ 5 đó là thầy tổ, tức là những người cho mình pháp học, dạy cho mình này kia dùm, hay là cho mình biết cái sự lợi ích mình đi học rồi này kia đó, những cái người mà đó, thì mình cũng phải có cơ hội phải đền ơn, phải nhớ ơn những người đó. Chứ còn nếu mà còn nói mình có những cái chuyện liên quan xã hội, nó có nhiều chuyện, có chỗ nói bốn, ví dụ này gì ông xung đó thì theo họ kể thôi, nhưng mà mình nói một cách tổng quát chung chung đối với Phật tử 5 chuyện cộng thêm xã hội nếu còn sống ngoài đời. Rồi đó là những cái là mình cần để làm thôi. Còn có những cái lắc nhắc nhỏ ngoài thì nếu mình ở trong điều kiện đó thì mình phải lo, còn nếu không có ở trong điều kiện đó thì thôi, tùy cái xã hội đó mà. Nam mô Bụt Thầy giác. Dạ, con đã hiểu một phần nào ạ. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, thưa sư, con có một câu hỏi nữa mà con nếu có gì nó có không đúng thì con xin quý sư và đạo tràng. Tức là đã từ lâu con cứ thắc mắc là hay trong kinh hay nói là Đức Phật nằm ở cái dáng sư tử, tức là mình nằm ở bên phía tây, bên tay phải, rồi hai chân gác lên nhau rồi thì nằm nhau. Nhưng mà con chưa hiểu cái ý nghĩa của cái dáng nằm này, vì thực tế con thấy ở trong hình ảnh ấy, thì cái dáng nằm của sư tử ấy, nó khác, nó không phải như vậy. Dạ, con xin sám hối. Dạ, nhưng mà con muốn là sao trong kinh hay nói là Đức Phật nằm ở cái dáng của sư tử cơ sư. Dạ, con kính thỉnh sư giải thích giúp để con hiểu. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Bởi vì cái kiểu nằm một bên phải nâng cái đầu lên hơi cao một chút, giống như cái dáng sư tử ngủ chứ không phải dáng sư tử thức ha. Nó giúp cho sức khỏe mình rất là nhiều đó. Quý vị không tin thì cứ tập thử sẽ thấy. Bởi vì mình cái trái tim mình nó nằm bên trái, nếu mà quý vị nằm nghiêng bên trái là quý vị đè cái tim mà không nói thế nào đó. Nên nửa khuya mà khó thở nhiều khi cái tim nó bị đè vậy là nó bơm máu là không được này kia, sùm ngủ rồi phát sinh bệnh hoạn là nhiều. Quý vị nằm nghiêng bên phải thì để cái tim nó không có bị đè, nó vẫn hoạt động bình thường như thường. Mà quý vị ngủ, thứ nhất quý vị nào mà không tin, chúng tôi quý vị hay bị xiển đó,
Bởi vì nằm cái kiểu bên phải đó là bảo đảm nó sẽ bớt, nó không hết thì nó cũng bớt. Cái lợi, cái thế nằm đó nó có lợi ích. Thì nhìn giống, chúng tôi không biết tướng Đức Phật như thế nào, chúng tôi không biết. Nhưng mà cái kiểu nhìn là nằm để cái đầu hơi cao một chút đó, mình nằm cái kiểu đó đó, thì giống như con sư tử mà nó nằm rồi nó cúi cái, nghiêng cái đầu nó xuống để nó ngủ vậy đó. Thành ra cái thế đó, chứ còn có giống hay không cái chuyện miễn bàn đâu lấy được. Nhưng mà chắc cái thế nằm đó nó giúp đỡ rất là nhiều cho sức khỏe của quý vị. Quý vị nào không tin thì cứ thử để cho tôi biết. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ sa thú, sa thú. Dạ con kính tri ân sư. Dạ con cũng được hiểu phần nào. Dạ dạ thưa sư, con thưa sư, con xin một câu hỏi cuối cùng thưa sư, là ngày nay chúng sống mà thiểu dục tri túc và sống độc cư được không thưa sư? Cái hiểu về thiểu dục tri túc và sống độc cư đối với cái cuộc sống hiện đại này hiện nay là mình phải như thế nào? Vì con thấy con không có, con chỉ nói về cái Phật tử chúng con thôi. Dạ tụi con cũng muốn học cái hạnh sống độc cư, thiểu dục tri túc, nhưng mà trong cái phòng của mình á là có bếp điện này, có máy lạnh này, rồi có tủ lạnh này, rồi có đầy đủ các vật dụng hết. Thì như vậy cái ý nghĩa của thiểu dục tri túc nó con thấy là phần nào nó không được đúng. Nhưng mà bây giờ mình phải làm sao để mình thiểu dục tri túc, để mình tăng trưởng cái việc mà tu của mình lên. Dạ, con thấy là như vậy á thưa sư. Sư có thể có lời khuyên giúp bản thân con đi, để con có thể mình thiểu dục tri túc hơn trong cái cuộc sống hàng ngày, để mình chăm lo cho cái việc học và hành. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, đây là câu hỏi cuối cùng của con. Con kính dâng nick đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn này. Dạ, kính thưa chư quý vị. Ở Việt Nam thì chúng tôi biết hay không, nhưng mà bên Thái Miên Điện có cái gọi là người nữ vô làm tu nữ, còn người nam cũng vô tu. Mấy người mặc áo trắng mà có thể cầu đậu hay không thì giữ tám giới đó. Thì quý vị muốn biết thiểu dục tri túc như nào, quý vị vô kiếm cái chùa nào đó, quý vị xin giữ tám giới trong vòng 10 ngày thì là biết liền à. Đó. Như nhà không được cái gì cũng được ăn nhãn bụi cái kem sùng đó, nghĩa là sống trong cái điều kiện để mình không có chết mà thôi. Đó. Thiểu dục mà những cái nào hơn chút, thí dụ như là chiều buồn buồn uống ly nước mía này kem sùng đó, là họ trong đó họ không có làm. Mấy người mà vô ta gọi là tập đó, tập theo cái hạnh của cái người thiểu dục tri túc đó, thì giữ tám giới, không có cạo đầu, mặc đồ trắng để cho nó khác với những người khác đó. Đó. Ăn ngày cũng bổ vậy đó, thì quý vị sẽ biết liền thiểu dục tri túc nào. Lúc đầu chúng tôi không có hiểu, tôi thấy tại sao mấy người này ấy, thì họ nói đó, tại vì khi mà ăn nhiều như vậy đó là nó có một số cái triệu chứng là bệnh làm gì đó mình không có để ý, mình không biết. Nhưng mà họ nói là thường thường đó, tập như vậy đó, nó sẽ giúp cho mình rất nhiều chuyện trong cái vấn đề đời sống hàng ngày. Nó giúp, ví dụ mình có thể mình dư mớ mỡ hay gì đó, thì bảo đảm ngày ăn buổi mà trong vòng ở chỗ trong chùa trong vòng tháng là thấy là mất cái vòng số 2 liền. Đó. Người nó thon thả liền cho nó không có giống như vậy. Đó. Thành ra mà vô đó là mấy cái người vậy là đi bộ không chứ đâu có được lên xe xuống ngựa gì đâu. Đó. Nhưng mà họ tập thứ nhất có hai chuyện. Tập thứ nhất để hiểu những cái điều gì mà Đức Phật khuyến khích nên làm. Cái điều thứ hai là để họ chữa một số chứng bệnh, này thành ra nó cũng giúp dữ lắm á. Cái tiểu dục tri túc làm đúng theo cái kiểu gì đó là nó giúp được nhiều lắm. Khỏe người khỏe mà nó không có bệnh hoạn. Mình tưởng mình ăn ngày buổi nó bệnh chứ không có đâu. Chưa thử mà không biết, chưa thử rồi đó. Nó giúp cho lắm, người nó khỏe nhẹ nhàng lắm, chứ nó không có nặng nề giống như ngày mình ăn ngày ba buổi. Nhiều khi đồ ngon thì ấy
ăn quá đà, quá đà rồi đi không nổi rồi này kia một sùm, đó không có. Thành ra đó là những cái lợi ích cho người ta, thành ra người ta mới tổ chức những cái buổi vậy chứ. Chứ còn nếu mà không không có lợi ích gì, người ta đâu làm gì cho nó mệt, đúng mệt sức mà nhiều khi phiền phức nhiều chuyện cho cái sự mà chưa có quen biết mình với những cái chuyện đó. Nam mô Tha Giá. Rồi bây giờ mời sư Quán Không lên đi nha. Sư Quán Không, mời cầm mịch lên nói chuyện. Lâu quá rồi mới gặp lại. Hồi xưa là quán không, bây giờ chắc chắn lắm là ra mấy có thì giờ vô rung rồi, thành quán vắng rồi. Hồi xưa Quán Không nghe chúng tôi thì cầm mít lên nói chuyện cho vui. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con kính tri ân ngài Chích Tạng Năng Đá. Khi cô Kim Dung đề cập đến cái chuyện ngủ như sư tử á, thì con mới nhớ lại hồi mà con mới vô chùa á, thì con ở trong cái nhà kho. Dạ, cái chùa thì chuẩn bị xây dựng cho cơ sở hạ tầng thì không có gì cả. Rồi nằm trên một cái ghế bổ thì tất nhiên là nó nhỏ, nhưng mà tập nằm á, nghiêng bên phải rồi gạt chân lên á, thì cái đầu hơi cao một chút á, thì lúc đầu thì con tập kiểu đó, nhưng mà khi mình ngủ thì mình không biết mình có xoay sở kiểu gì không. Thì trong cái thời gian đó là ban ngày thì phụ việc chùa, xây dựng lao tác ở trong chùa, xây dựng làm việc này kia. Còn tối lại thì mượn kinh sách trên thư viện để đọc. Rồi thì trước khi đi ngủ thì sắp xếp những cái kinh sách mà mình đọc đó, hai bên hông của mình, hai bên cái mép của cái ghế bổ đó, rồi để mình ngủ. Rồi buổi sáng mình dậy đó, thì mình mới biết được là mình có vùng vằng, mình có hất nghiêng ngửa hất ngửa gì hay không. Cho nên nếu mà buổi sáng á, mình dậy mình thấy kinh sách nó rớt lúng túng ở dưới đất á, thì mình biết là hồi hôm mình ngủ là nó đã không có nằm đúng cái tư thế đó nữa, và mình có những cái hành động vô thức. Rồi một thời gian thì cái đó nó bớt lại, rồi một thời gian nữa thì cái cơ thể mình nó ổn định á, thì ngủ dậy á, thì thấy hai cái hàng kinh sách nằm hai bên mép của cái ghế bổ là nó không có bị gì nhúc nhích nữa, thì mình biết là mình đã ngủ một cái giấc ngủ rất là ổn định, không có ngò ngoại cửa quậy gì nhiều. Dạ, thì đó là cái kinh nghiệm mà của Còn Không xin chia sẻ với đạo trang, nhất là sĩ Kim Nhung. Còn về cái độc cư thiền định đó thì giang Quảng Không qua bên Myanmar rồi đến Pa Ốc á, thì buổi sáng 3 giờ là dậy rồi, rồi thì đi hành thiền, rồi về, rồi điểm tâm sáng, đi bạc điểm tâm sáng xong rồi về, rồi đi lên thiền đường hành thiền, rồi trưa đi bà ôm bạc đi nhận Phật thực, rồi về rồi nghỉ một tí, rồi chiều là đi hành thiền, là chỉ có chừng đó vào việc thôi, không có gì khác, không có làm cái điều gì khác, và không có xài điện thoại hay là bất cứ cái gì.
Rồi ăn uống thì như ngài Liễu Tông nói thì ăn một bữa trưa vậy thôi. Còn buổi chiều thì có khi để Phật tử người ta tới cúng dường nước thì đi nhận, nhưng mà cái trường thiền nó rộng, đi tới cái thiền đường hoặc là đi tới nhận vật thực thì cũng đi rất là xa, cho nên là vừa tập thể dục mà vừa là sinh hoạt là nó chỉ đơn giản chừng đó thôi, không có cái gì ngoài cái chuyện là ăn một bữa trưa rồi là đi hành thiền, và buổi tối thì cũng đi hành thiền rồi đến 10 giờ là về thì nghỉ một chút, hoặc là có thể thức đến 11 giờ rồi mình ngủ đến 3 giờ mình dậy. Cho nên là ăn ít, ngủ ít. Tây Phương thì người ta nói là nói ít, ăn ít, ngủ ít. Muốn khởi lên được những cái sự khôn ngoan á, thì cũng phải ăn ít, nói ít và ngủ ít. Dạ. Thì ba cái đó là cái cơ bản. Là nói ít lại, ăn ít lại và ngủ ít lại. Dạ. Thì không, có lẽ cũng gần định giờ kết thúc cái hoang mang cái chương trình sinh hoạt sáng hôm nay. Thì trước hết thì cũng con cũng rất là cảm động, rất là hoan hỷ khi được nghe lại cái tiếng nói của ngài Liễu Tông. Chúng con rất là tri ân ngài đã từ bi vào rung rồi để hướng dẫn cho chúng con và Phật tử ra những cái điều lợi trên con đường tu tập. Thì một lần nữa chúng con xin kính tri ân ngài, cũng như ngài cha Hòa Thượng Trí Đức, tăng cũng như quý cô quý thiền hữu trí thức trong đạo tràng đã vân tập trên rung để cùng sinh hoạt, để cùng tu tập cái con đường tu tập được tiến bộ, được lợi lạc. Thì con xin xuống bích để dâng bích cho ngài Hòa Thượng Trí Đức ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Sa thủ Thượng Tổ Quán Không. Rất là hoan hỷ hôm nay chúng ta sinh hoạt tùy duyên về cái lễ tạ ân, một cái lễ theo ngoài đời nhưng mà trong Phật giáo thì là có nhiều cái ý nghĩa rất là quan trọng. Điều quan trọng ở đây là chúng ta được ngài Chittananda đến với đạo tràng, chúng ta học hỏi nơi ngài rất là nhiều. Bởi vì trong vấn đề giáo pháp của nhà Phật, nghe được những điều chưa từng nghe, đó là cái điều lợi ích đầu tiên ha. Thông suốt điều đã từng nghe, đó là điều thứ hai. Đoạn trừ những cái nghi hoặc, hoài nghi ha. Rồi chúng ta cải chánh được tri kiến, và điều quan trọng là tâm của chúng ta được trong sáng. Đó là năm lợi ích của vấn đề nghe pháp mà hôm nay quý vị đã móc túi được của ngài Chittananda. Ngài đến đem lại một ánh sáng, đem lại một con đường thông thoáng để chúng ta bước trên con đường đó một cách an vui. Thì đây là một cái phước lành của đạo tràng chúng ta. Nhân cái ngày mà huynh Kinh Milanda không đến với đạo tràng, phước duyên của quý vị rất là lớn, được Thượng Tọa Quán Không, rồi Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Huệ Đức, Chư Tăng tham gia. Và đó cũng là một sự hỗ trợ, khích lệ, sách tấn quý vị. Và mong rằng quý vị cứ mạnh dạn đưa tay lên. Đây là một cái room mà chỉ chat bằng cái giọng nói, cho nên quý vị vào trong rung này đừng có im lặng. Im lặng là quý vị hành thiền,
mà quý vị hành thiền là cái rung nó chết. À, bây giờ chúng ta hãy đi vào pháp học ha. Thắc mắc thì quý vị hỏi, mà hỏi thì được Ngài Liễu Tông rất là hoan hỷ. Ngài với cái tâm từ của Ngài không bao giờ nói là có như đặt lên một câu vấn đề gì mà Ngài không trả lời. Quý vị cứ mạnh dạn, thì những cái điều mà chúng ta chưa biết bây giờ được Ngài nói cho chúng ta biết, mà rất là thực tế. Sự hiện diện của chúng ta, tại sao chúng ta không tri ân cha và mẹ thiết thực nhất trong cuộc sống? Với cái hình hài này, cha và mẹ banh da xẻ thịt, mồ hôi trên mồ hôi dưới, máu mủ đổ ra để chúng ta được hình thành trong cuộc sống này, thì tại sao chúng ta không nghĩ về những cái người gần nhất đối với chúng ta? Cứ nghĩ rằng cái giáo pháp này cao siêu ha? Không, thực tế ở trước mắt của chúng ta. Và những cái điều mà Ngài Chittananda đã trình bày, quý vị thấy thực tế không? Trước mắt của chúng ta, chứ không đâu xa hết đó. Rồi khi mà chúng ta hướng về cha, hướng về mẹ, thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng tu đâu cho bằng thu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Cha mẹ chúng ta là những vị Phật còn trong tam giới, mà chúng ta cứ bất hiếu với cha mẹ rồi đi vô chùa và tỏ ra là một người Phật tử thuần thành, đó là một điều sai lầm. Mà chúng ta phải hướng về cha, hướng về mẹ trước. Tiên trị gia, hậu trị quốc, sau mới bình thiên hạ. Tức là trước tiên chúng ta phải hướng về cha, về mẹ. Bởi vì cha, mẹ của chúng ta là những cái vị tiên sư, những cái vị dạy chúng ta cái tiếng nói đầu tiên. Cho nên cha, mẹ của chúng ta rất là quan trọng. Tri ân và báo ơn đối với cha, với mẹ, đó là cái hạnh của chư Phật. Hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Thì những cái điều Ngài Chittananda vừa trình bày, mong rằng quý vị hãy ghi nhớ và thể hiện chữ hiếu trong cái mùa lễ tạ ơn này. Đây là một sự nhắc nhở, đây là một sự nhắc nhở. Và chư Tăng là những cái người mà hoằng pháp, còn quý vị là những người hộ pháp. Vậy thì trong cái vai trò hoằng pháp, tác như lai sứ, hành như lai sứ, trách nhiệm, bổn phận của quý vị cứ thắc mắc là hỏi. Và thắc mắc mà hỏi như vậy thì chúng tôi mới cố gắng, khi nào một bí, chúng tôi cố gắng níu áo Ngài Liễu Tông để cho quý vị có được một cái nơi nương nhờ. Rồi chúng tôi đi ra ngồi phân thiết, thỉnh